hưởng chút nào cả. ca miếu thủy mặc một chiếc áo choàng màu đen dẫn theo mấy thái giám cũng đang cưỡi chiến mã đi theo đại quân. thỉnh thoảng hắn ta liếc nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. hắn ta tới đây đương nhiên sẽ chú ý chặt chẽ từng hành động của nam châu. thế nhưng những tin tức mà hắn ta có được từ nơi đây làm hắn ta cảm thấy nặng nề. không có trương thu lương thực làm cho tình hình hỗn loạn, cũng không có người nào đuổi bắt thanh niên bắt nhập ngũ, dân chúng vẫn không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, an cư lạc nghiệp. Trong thế cục hỗn loạn như này thì nơi đây thật sự là một thiên đường. So sánh với kinh thành thì nơi đây tốt hơn quá nhiều, bởi vì bên kinh thành thật sự quá nhiều người phải chịu cảnh mất vợ mất con, tan cửa nát nhà. Ca Miếu Thủy cũng không nhịn được mà thở dài, trước mắt cũng có một số nơi không bình yên, đó là nơi những người vợ mang theo những đứa con đi cạnh con đường, vừa dõi theo người thân ở trong quân vừa gào khóc. Đây là đi đánh trận, sẽ chết người, cũng không ai dám chắc mình sẽ là người sống sót, có thể trở về hay không. Yên tâm đi không có việc gì, người nhìn xem, ngay cả Vương Phi đều đi cùng cơ mà, nếu thật sự là nguy hiểm thì tại sao Vương Phi lại có thể lên chiến trường chứ? Cũng có người ở trong đám người bắt đầu an ủi người xung quanh, đề phòng tình cảm đau thương lây lan trong đám người tạo ra hỗn loạn, đó là những người đã được Lam Nhược Đình sắp xếp từ trước. Phượng Nhược Nam ngồi thẳng trên lưng ngựa, hai mắt nàng ta sáng lên, có vẻ như tìm lại được cảm giác quen thuộc từ lâu, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn thương chiêu tông đang đi bên cạnh. Đại quân ra khỏi thành, ngoài thành là vô số kỵ binh anh dương vũ liệt vệ cũng là một bộ phận ở trong đám này quân đội vừa ra khỏi thành thì hợp nhất với quân đội ở bên ngoài thành đại quân bắt đầu xuất phát mông sơn minh có thói quen nghĩ trước rồi mới làm nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ những quân lương lúc trước nam châu giữ lại phần lớn đã được chuyển tới định châu một đoàn quân đội tại biên cảnh nam châu cũng dần dần tập trung lại tại định châu chuẩn bị tập hợp với kỵ binh của bên này tại một nơi nào đó của định châu trên đầu thành Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình đưa mắt nhìn đại quân đi xa. chương 951, Nam Châu xuất trinh 2. Trên đường đi, Thương Chiêu Tông ra mệnh lệnh đầu tiên để san bằng phản quân. Mệnh lệnh số chiến mã mà nước tề đưa cho nước Yến còn chưa được chuyển cho các châu phủ phải lập tức dừng lại, chờ đợi người của quân đội bên này đi tiếp thu. Cùng lúc đó mệnh lệnh các châu phủ ven đường đi của quân Nam Châu phải tập trung một số lượng nhất định chiến mã, lương thảo, chờ đợi bên này tuyên truyền. Khi mệnh lệnh này vừa phát ra thì các châu phủ ven đường rất muốn chửi mắng người. Các chư hầu khi biết tin cũng muốn chửi mẹ, tại sao lại có thể ngăn cản đồ của chúng ta? Chẳng lẽ Nam Châu ngăn chặn đồ của người khác thành thói quen rồi sao? Thế nhưng cũng không có cách nào tốt cả, người ta hiện tại chính là bình định đại tướng quân, nếu tiếp nhận mệnh lệnh này mà không làm theo, sau đó người ta chỉ cần tới nơi của người nào không làm theo, người ta dừng lại tại đó không xuất chinh nữa thì cũng không thể làm gì được người ta vì có thể làm cho quân đội nam châu thuận lợi ra trận ba phái lớn ở phía sau các chư hầu đều an ủi động viên bọn họ vì có thể làm cho quân đội nam châu thuận lợi ra trận triều đình cũng đang thúc giục các châu phủ phối hợp đừng làm cho người ta có cái cớ rụt trở về nam châu không ra trận nữa khi quân đội nam châu vừa rời khỏi nam châu đi tới định châu thì mọi chuyện cũng không còn điều gì bất ngờ nữa triều đình nước yến cũng có thể công khai chiêu cáo thiên hạ yến kinh sôi trào khắp nơi lòng người đang hoảng sợ cũng có vẻ như có thêm một tia hy vọng bên ngoài đang ầm ĩ cái gì vậy trong một ngõ nhỏ một thiếu niên mặc một chiếc áo đầy miếng vá đang đeo một cái sọt đi vào trong nhà một ông già lưng còng cũng mặc một chiếc áo đầy miếng vá đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại hỏi thiếu niên kia thiếu niên kia phấn khởi trả lời ông nội triều đình phong cho thứ sử nam châu là dung bình quận vương thành bình định đại tướng quân nam châu đã xuất binh tất cả mọi người đều nói là có hy vọng san bằng phản quân ông lão hơi suy nghĩ một lát rồi mới hỏi lại người đó là con trai của ninh vương đúng không thiếu niên gật đầu đúng vậy chính là ngài ấy ông lão dựa vào cánh cửa chậm rãi ngồi xuống nói bằng giọng xúc động ninh vương a nhớ lại những năm ninh vương còn sống làm gì có phản quân chứ đều bị ninh vương san bằng hết rồi không phải liên tục đánh trận trưng thu lương thực cuộc sống của mọi người đều rất tốt đáng tiếc là chết sớm quá hiện tại con trai của ninh vương xuất hiện thật sự là có hy vọng dân chúng bình thường cũng không biết về sự thật chỉ sợ ngay cả thương chiêu tông đều không nghĩ tới chỉ dựa vào việc con trai Ninh Vương cũng làm cho nhân dân của nước Yến xuất hiện sự hy vọng, đều hy vọng y không làm xấu đi thanh danh của Ninh Vương. Thực ra thì phần lớn dân chúng cũng không quan tâm sự sống chết của Ninh Vương. Dù sao thì Ninh Vương cũng chết rất nhiều năm rồi, họ quan tâm tới cuộc sống của mình hơn. Thế nhưng với tình hình nước Yến hiện tại thì ai cũng đều mong có một người như Ninh Vương xuất hiện, dù sao thì kể cả nhà giàu sang đều lo lắng khi nước Yến bị hủy thì sự nghiệp của mình sẽ bị hủy hoại theo. Đó chính là lòng người thứ ninh vương thương kiến bá để lại cho con trai chính là lòng người. Trong ngựa thư phòng, điền ngữ không dám ngẩng đầu, chỉ dám dùng khóe mắt quan sát sắc mặt của thương kiến hùng mà thôi. Ông ta cầm một tờ tình báo do điệp báo ti đưa tới, ghi chép tình hình của kinh thành mà sắc mặt rất khó nhìn, ngược chập trùng liên tục. Trên tình báo là những lời nói phấn chấn của dân chúng khi biết thương chiêu tông xuất binh, những lời nhớ tới ninh vương thương kiến bá. Xoạt, thương kiến hùng xé nát tờ tình báo này, thở hồng hộc điêu dân một đám điêu dân, ông ta tức tới xanh mắt, hai mắt như muốn bốc lửa vậy. Hơn 40.000 xe quân lương đã hoàn toàn được đưa ra Nam Châu, không bị ngăn cản, đều được sử dụng trong chiến tranh. Người ở Định Châu cũng đã kiểm tra xong, thậm chí còn được bổ sung thêm, hiện tại có khoảng 50.000 xe quân lương. Cung Lâm sách nhìn vào tin tức trong tay, rồi thông báo cho Long Hưu và Mạnh viên đang ngồi cạnh biết. Hai người khác lần lượt cầm tin tức này kiểm tra một lần, đều cảm thấy hơi kinh ngạc, Thế mà lại không ăn bớt chút quân lương nào của triều đình hay sao?" Mạnh Tuyên Kinh ngạc nói, chẳng lẽ lúc trước chúng ta thật sự là hiểu lầm hắn? Cung Lâm Sách cười lạnh, hiểu lầm cái gì? Lương thực trên xe chẳng lẽ có thể làm giả nữa hay sao? Long Hưu hơi suy nghĩ rồi nói với giọng vui mừng, dù sao thì hắn vẫn hiểu được đạo lý cơ bản, chỉ mong có thể thuận lợi san bằng phản quân. Những câu cuối mang theo giọng điệu than thở, ánh mắt lại nhìn về phía dịch thư ở bên ngoài. Bên ngoài thành Định Châu một luồng khói bụi đi từ phía xa tới gần sau đó là những tiếng ầm ầm làm rung động mặt đất tiết khiếu khi trước đã nhận được tin tức trước hiện đang ở trên đầu tường thành lập tức méo mặt lại không chỉ có y mà toàn bộ quan viên châu phủ trong thành đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi bình định đại tướng quân thương chiêu tông đã quyết định để thành định châu trở thành nơi tập kết quân đội nam châu những quân đội từ biên cảnh nam châu và phía tây nam vẫn đang liên tục tụ tập tại nơi này họ sợ hãi bởi vì lo lắng thương chiêu tông giả vờ tiêu diệt phản quân mà để công chiếm thành định châu. Thế nhưng chuyện không có chứng cứ này ai dám nói lung tung. Còn không thể ngăn cản chuyện này xảy ra nữa chứ. Chiến sự hiện tại rất khẩn trương, ngay cả quân đội phía Tây Nam Châu mà thương chiêu tông còn không kịp điều động, chỉ có thể dẫn đầu quân đội phía Đông Nam Châu xuất phát, để phòng việc tập trung chậm trễ, điều này cũng rất hợp tình hợp lý. Thương Chiêu Tông đã nói rằng nơi này là nơi tập trung quân đội tốt nhất, Bình Định Đại Tướng Quân đã nói rồi, ai dám phản đối chứ? dám phản đối tương đương với việc làm chậm trễ chiến sự, họ dám sao? Khí thế của kỵ binh khi lao tới thật sự giống như rời núi lấp biển vậy, sau khi tới ngoài thành thì kỵ binh nhận được lệnh dừng lại, lập tức cả đội quân yên tĩnh như một tòa núi khổng lồ trong khói bụi vậy, chỉ có một chiếc cờ lớn theo chữ thương còn đang phấp phới trong gió. Trên tường thành, trưởng môn vạn khinh yên của tiên vân phái hỏi tiết khiếu đang đứng bên cạnh, chi quân đội này có phải là anh dương võ liệt vệ không? khi thấy tiết khiếu gật đầu thì vạn khinh yên khen ngợi chỉ dựa vào tố chất quân đội này động như sấm sét tĩnh như xử nữ tác phong dứt khoát lưu loát cũng thật sự là danh bất hư truyền khi thấy đối phương không có ý muốn công thành thì tiết khiếu không nói nhảm nhiều nhanh chóng xoay người dẫn một đám người xuống dưới cổng thành nhanh chóng cưỡi lên chiến mã rồi ra khỏi thành vương ra đi đường vất vả rồi khi tiết khiếu gặp được thương chiêu tông trong đại quân thì y cười ha hả ngồi trên ngựa chắp tay hành lễ, ánh mắt của y liếc về một nữ tướng cầm thương ở cạnh thương chiêu tông. Vẻ mặt của thương chiêu tông vẫn thờ ơ, không thay đổi chút nào sau một quãng đường dài, chiến mã, lương thảo đã chuẩn bị xong chưa? Tiết khiếu cảm thấy hơi xấu hổ, thế nhưng vẫn cười trả lời, ta đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo cho đại quân, chiến mã cũng đã tập trung được 3.000 con rồi. Ca miểu thủy phóng ngựa ra khỏi hàng, tới giữa hai người, nói giúp tiết khiếu, đại quân di chuyển khá mệt nhọc rồi, nếu tiết đại nhân không phiền thì hãy mời vương ra vào thành nghỉ ngơi trước. Không thành vấn đề, tiết khiếu quay đầu ngựa lại rồi đưa tay ra hiệu, vương ra, mời. Thương Chiêu Tông vẫn không để ý tới y, tiếp tục hỏi, quân đội Nam Châu của ta tới được bao nhiêu rồi? Tiết khiếu đành phải trả lời, hiện tại vẫn chưa tới 30.000 người, đã hạ trải cách nơi đây hơn năm dặm. Vừa nói y vừa đưa tay chỉ tới một hướng, thương chiêu tông chuyển hướng ngựa, hai chân võ bụng ngựa, dẫn đầu đi theo hướng tiết khiếu vừa chỉ chương 952, Tứ Diệt, Phượng Nhược Nam Thúc Ngựa đuổi theo, 20.000 kỵ binh cũng theo sát phía sau. Một lúc lâu sau, ở lại đây chỉ còn lại bọn người Tiết Khiếu và ca miểu thủy hít bụi, hai người rất khó chịu mà nhìn nhau. Thứ gì chứ, ta có lòng tốt chuẩn bị đồ ăn khao quân rồi, thế mà lại không muốn. Tiết Khiếu không thể nhịn được nữa mà mắng to lên, ca miểu thủy khoát tay áo, nói, được rồi, hiện tại cũng không phải lúc so đo chuyện này, hắn không vào thành thì ngài cũng bất việc hơn đồ ăn khao quân hãy chuyển tới quân doanh mà quân đội Nam Châu đang hạ trại đi. Hắn ta cũng không ở đây lâu, dẫn theo mấy tên thái giám đi theo sau đại quân mà hít bụi. Một lát sau, từ trong thành đi ra một đám người, mang theo heo dê, gà vịt thịt cá, đẩy theo xe rượu đi tới quân doanh quân đội Nam Châu. Tại nơi đóng quân tạm thời của quân Nam Châu, hiện tại có khoảng 30.000 người, sau đó còn có càng nhiều binh lính đi vào nơi đây hơn, Mặc dù đám quân này ở gần hơn nhưng vẫn tới chậm hơn nhiều đội quân của Thương Chiêu Tông, bởi vì Thương Chiêu Tông dẫn đầu kỵ binh đi tới. Khi Thương Chiêu Tông tập hợp với quân đội của mình, lập tức hạ lệnh tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi. Đồ ăn từ thành Định Châu đưa tới họ đều nhận hết, thế nhưng chỉ ăn đồ ăn, còn rượu thì sai người mang trả lại hết sạch. Thương Chiêu Tông tiếp tục giữ vững quy định đã có từ thời Ninh Vương, khi đại quân ra trận thì không được uống rượu, nếu muốn uống cũng chỉ có thể uống rượu mừng công sau khi chiến thắng. Trên bàn cơm sau khi đi dạo một vòng nơi đóng quân này thì Cam Miểu Thủy hỏi, cần bao lâu mới có thể tập hợp đủ đại quân 400.000 người. Đối với việc Nam Châu đồng ý ra trận thì Triều Đình rất hài lòng. Lúc đầu, Nam Châu có khoảng 800.000 quân, thế nhưng khi đó quân đội phần lớn thuộc về Thiên Ngọc môn. Sau vụ đoạt quyền tại Nam Châu thì Thương Chiêu Tông cũng có lo lắng của mình, Thà Tinh chứ không đa chú trọng chất lượng chứ không quan tâm về số lượng 800.000 quân đội đó đã bị Thương Chiêu Tông loại gần hết, chỉ giữ lại 500.000 binh lính. 300.000 quân còn lại chỉ có một số nhỏ là bị giết, số còn lại đều giải tán trở thành dân thường. Bởi vì Nam Châu có tài nguyên rất phong phú nên số quân đội của Nam Châu là nhiều nhất trong các chư hầu, thế nhưng cả Nam Châu có 500.000 quân, lại có thể đưa ra 400.000 quân đội đi dẹp phản quân làm triều đình không thể không hài lòng được. So với những chư hầu có 400.000 quân đội mà chỉ điều động 200.000 quân đội thì Nam Châu đã tốt gấp nhiều lần rồi. Thương Chiêu Tông nói, Bản Vương đã hạ lệnh, toàn bộ quân đội hành quân gấp rút, một ngày đi 200 dặm. Lúc đầu ca miểu thủy sợ thương chiêu tông kéo dài thời gian nên mới tới hỏi, khi biết được tin này thì yên tâm hơn nhiều rồi. Sau khi đại quân nghỉ ngơi đủ thì thương chiêu tông hạ lệnh xuất phát. Ca miểu thủy biết được, vội vàng chui ra khỏi doanh trướng, nhảy lên ngựa đuổi tới gần thương chiêu tông mà hỏi, vương ra, đại quân còn chưa tập trung đầy đủ, tại sao đã xuất phát rồi? Những quân đội tới sau sẽ tập kết ở đây nghỉ ngơi đầy đủ, rồi sẽ tới điểm tập kết tiếp theo. Hiện tại quân tình khẩn cấp, ta phải dẫn binh lính đi tới chiến trường. Với lại đi trước thúc giục châu phủ các nơi, nếu gặp được kẻ nào lười biếng không chuẩn bị đủ thì đừng có trách quân Pháp vô tình, giết chết không tha. Sau khi nói xong, Thương Chiêu Tông tiếp tục dẫn đầu đại quân lên đường. Cả người ca miểu thủy run lên, vội vàng sai người đưa tin về triều đình, để triều đình nhanh chóng đốc thúc các quan viên tại châu phủ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thật sự rơi vào tay Thương Chiêu Tông thì kể cả bị giết cũng sẽ chỉ chết oan chết uổng mà thôi, sẽ không có ai thương tiếc cả. Cùng với đó hắn ta lại càng yên tâm hơn, nếu như để Thương Chiêu Tông dẫn toàn bộ 400.000 đại quân lên đường thì thật sự làm triều đình lo lắng, nếu có biến đổi thì sẽ phiền phức hơn nhiều. Dù gì thì khi triều đình sử dụng quân đội của Nam Châu vẫn rất lo lắng, mới sai Cam Miểu Thủy tới đây để giám sát, chỉ cần phát hiện có gì đó không đúng thì lập tức báo cáo lại cho triều đình. Tới khi hắn ta đuổi kịp Thương Chiêu Tông thì lại phát hiện có gì đó sai sai. Quân đội khi tập kết tới đây có phần lớn là bộ binh làm sao có thể đuổi theo tốc độ của kỵ binh của Thương Chiêu Tông chứ? Hầu như đều bị Thương Chiêu Tông bỏ lại một khoảng cách rất xa. Khi hỏi Thương Chiêu Tông tại sao lại như vậy thì lý do mà y nói vẫn như cũ. Có được 3.000 chiến mã do tiết khiếu đưa tới nên kỵ binh của Thương Chiêu Tông lại thêm ra 3.000 kỵ binh theo sau. Rất nhiều người cũng không phải là kỵ binh, chỉ có thể vừa đi đường vừa học tập cách cưỡi ngựa. Dưới khí thế hung hãn của Thương Chiêu Tông, những châu phủ ven đường nhận được quân lệnh đều liều mạng mà quyên góp đầy đủ chiến mã mà y cần. Thế nhưng thương chiêu tông tạm thời cũng không mang số chiến mã ấy đi, mà chỉ xác nhận số lượng chiến mã, rồi lại tiếp tục lên đường. Số chiến mã đó được để lại cho số bộ binh đang đi phía sau đại quân. Trên đường đi đều là như vậy, ca miểu thủy còn thầm khen thương chiêu tông là dùng binh thần tốc nữa, nếu như các chư hầu khác đều có ý chí diệt phản quân sôi nổi như vậy, thì còn cần lo lắng phản quân không bị diệt sao. Tới khi thương chiêu tông dừng lại, chính thức xây dựng cơ sở tạm thời tại trong khu vực Tiết Châu thì ca miểu thủy mới cảm thấy có điều không đúng. Bởi vì theo tin tức từ tiết khiếu tại Định Châu truyền tới, là tại biên giới Định Châu đã không thấy quân đội của Nam Châu đi tới nữa. Ngay sau đó, tin tức từ nội gián tại Nam Châu cũng truyền tới, sau một hồi hành động thì quân đội của Nam Châu cũng yên tĩnh và ổn định trở lại, không có dấu hiệu tiếp tục ra trận nữa. Theo tin tức dọc đường thống kê được thì Nam Châu chỉ điều động khoảng 100.000 quân đội, Tình huống này là như nào đây? Sau khi Cam Miểu Thủy cảm thấy không đúng đã xông thẳng vào quân trướng của Thương Chiêu Tông, khi tới ngoài trướng đã thấy Thương Chiêu Tông, Mông Sơn Minh và đám tướng lĩnh đang bàn luận ở bên trong trướng. Đám người trong trướng cũng quay đầu lại nhìn Cam Miểu Thủy đang bị quân lính ngăn cản ở bên ngoài. Thương Chiêu Tông phất tay ra hiệu binh lính lui ra, lúc này thì tu sĩ và quân lính bên ngoài mới cho Cam Miểu Thủy đi vào. Cam Miểu Thủy đi vào, khuôn mặt hắn ta trở nên bình tĩnh lại hỏi, vương ra, 400.000 binh lính đâu rồi? Thương Chiêu Tông bình tĩnh đáp, binh lính còn đang đi đường. Khí phách của Thương Chiêu Tông khác biệt rất lớn với khi trước, khá giống với khí phách của Ninh Vương khi trước. Ca Miểu Thủy Trầm giọng nói, hình như là không đúng. Theo ta biết được thì quân đội tại Nam Châu đã yên tĩnh lại, không còn người ra trận nữa, tính cả số binh lính đang trên đường và tất cả binh lính nơi này mới có khoảng 100.000 người. Thương Chiêu Tông, trăm ngàn đại quân thì sao? Ca Miểu Thủy Tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào thương chiêu tông, vương gia đã nói rằng có 400.000 quân đội, ta cũng đã báo với triều đình rồi, hiện tại từ 400.000 giảm thành 100.000, ta biết ăn nói như thế nào với triều đình đây. Thương Triều tông, binh bất yếm trá chiến tranh không ngại dối lừa, mà thôi, trong triều đình có rất nhiều nội gián, bản vương làm sao có thể tiết lộ bí mật quân sự ra ngoài chứ. Ca miểu thủy, ngô công lính đã tụ tập được đại quân khoảng 2 triệu binh lính, chỉ với trăm 000 binh lính làm sao có thể san bằng phản quân được thương chiêu tông, trăm ngàn kỵ binh là đủ rồi, còn có cả năm lộ đại quân của các chư hầu khác nữa sao? Trăm ngàn kỵ binh, ca miều thủy giật mình, lúc này mới hiểu được cách làm của đối phương trong cả đoạn đường này, để toàn bộ quân đội Nam Châu có ngựa cưỡi thay đi bộ, nói là có bốn trăm ngàn đại quân cũng chỉ là thủ thuật che giấu mục đích này mà thôi. chương 953, không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Một, thương chiêu tông không để ý tới hắn ta nữa mà nhìn xung quanh, hỏi những sắp xếp vừa rồi ta nói đã rõ ràng cả chưa rõ các tướng lĩnh đồng thanh đáp sắc mặt thương chiêu tông trầm như nước nói một cách lạnh lùng đại chiến sắp tới thực hiện tốt quân quy quân pháp như núi không thể làm trái lập tức truyền lệnh của bản vương cho năm lộ chư hầu bộ đội của bản vương sẽ là giám quân chỉ diệt chư hầu không diệt phản quân chiến lệnh bình định xuất hiện nơi nào kẻ chậm trễ không tiến lên diệt kẻ nào tới trễ làm lỡ thời cơ diệt kẻ bỏ chạy trước trận chiến, diệt, kẻ lười biếng, không biết chiến đấu, diệt, rõ, đám tướng lĩnh đáp ứng rồi rời khỏi doanh trướng, chỉ diệt chư hầu, không diệt phản quân, ca miều thủy sướng sờ đứng tại chỗ, tới tận lúc mọi người đã rời khỏi doanh trướng thì hắn ta vẫn chưa lấy lại tinh thần được sau khi nghe tứ diệt kia. Ở một nơi cách doanh trướng không xa, là Đại An đang đẩy xe lăn của mông Sơn Minh. Hoàng Liệt cũng chắp tay đi bên cạnh, ông ta quay đầu nhìn vào bóng lưng còn đang sướng sờ nơi đó mà không nhịn được cười ngay vừa rồi ông ta cũng mới biết rằng nam châu chỉ điều động trăm ngàn người ra trận còn trước đó chỉ là hiện tượng giả dối mà thôi ngay cả ông ta cũng bị lừa mông soái chỉ trăm ngàn kỵ binh có thể quản lý nam lộ chư hầu hay sao hoàng liệt hơi lo lắng mà hỏi mông sơn minh bọn họ dám chống lại quân lệnh hay sao kẻ nào không nghe lệnh đánh kẻ đó trong hoàn cảnh này chúng ta dám đánh bọn họ thế nhưng bọn họ có dám đánh chúng ta không trăm ngàn binh lính của chúng ta đều là kỵ binh bọn họ muốn chạy đều không chạy được. Ha ha, Hoàng Liệt không nhịn được cười to lên, vỗ tay vài cái, có thể ung dung thản nhiên biến trăm ngàn binh lính thành kỵ binh. Hay, quá hay, thật sự là kế sách quá hay. Mông Sơn Minh thở dài, ai, vương gia cũng có nỗi lo của mình, cũng có lo lắng giống Hoàng trưởng môn trước đó vậy. Triều Đình vẫn đề phòng chúng ta, sau khi kết thúc chiến tranh thì lúc nào cũng có thể qua cầu rút ván. Nếu triều đình cắt đứt lương thảo của chúng ta thì toàn quân chúng ta sẽ bị diệt đã có được trăm ngàn chiến mã trong tay thì ít nhất khi đói có thể giết thịt ăn đỡ đói, có thể giúp chúng ta trở về Nam Châu. Nếu không phải sợ triều đình lật lỏng thì chúng ta cũng không phải làm như này. Hoàng Liệt nghe hiểu, nếu xem 10 vạn ngạ chiến là lương thảo thì đó là lương thảo mọc chân đi, không cần hao phí nhiều sức người sức vật vận chuyển vừa là công cụ đi đường, vừa trợ sức chinh chiến, rượu không thể tả. Hoàng Liệt tặc lưỡi khen, mông soái không uổng là mông soái trên chiến trường dùng binh như thần, hôm nay ta được mở mang kiến thức. Mông Sơn Minh lắc đầu nói, "Đây không phải ý kiến của ta, là mưu lược của vương gia." Hoàng Liệt sửng sốt, "Vương gia?" Biểu tình của Hoàng Liệt nghi ngờ như đang nói Thương Chiêu Tông có thể nghĩ ra cách diệu vậy sao? Mông Sơn Minh hiểu ý Hoàng Liệt, dường như nhớ lại điều gì, chậm rãi nói, "Khi vương gia vừa thành niên nhiều lần lập kỳ công trên chiến trường, nhưng bị Tiên Vương và lão phu che đi ánh sáng. Trước khi ta thoái ẩn thì vương gia đã lấy binh lực tầm thường đối kháng Chu Thủ Hiền, dễ dàng cướp quận thanh sơn chuyện này đâu phải trò đùa hoàng liệt ngây ra trầm ngâm gật dầu mông sơn minh nói xong khẽ thở dài ta từng tốn hết tâm huyết chế tạo anh dương võ liệt vệ đối với kỵ binh thì ngựa chiến là nửa mạng sống của mình ta chưa từng nghĩ sẽ giết ngựa chiến vương gia cũng bị buộc bất đắc dĩ vừa không thể xem đại yên thua mất vừa phải đề phòng bên triều đình cũng phải để lại hậu chiêu ngựa chiến cũng là thực lực của nam châu nhưng tướng sinh thì còn có thê nhi già trẻ cần mình về ngựa chiến thì không cần hy vọng đi hy vọng không đến lúc bất đắc dĩ thì không cần làm như vậy hoàng liệt gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng thật ra không có tình cảm với ngựa chiến sâu trong mông sơn minh gật đầu ra vẻ hiểu mà thôi hoàng liệt hỏi không diệt phản quân chỉ diệt chư hầu thì là ý kiến của mông soái đúng không mông sơn minh cười khổ nói không tính là ý kiến gì đây chỉ là chiến pháp hoàng liệt khó hiểu hỏi nghiêu hữu đạo nói cho ta biết đây là cơ mật nhưng tại sao trước tiên công khai mông sơn minh giải thích rằng phản quân thương châu đang âm thầm theo dõi biến động chưa có động tính gì làm vậy là vì giao động sĩ khí bên ta trước khi đánh nhau người ngựa năm đường chư hầu liên tục thua lòng quân giao động như trò đùa con nít e rằng vừa ra chiến trường đã muốn chạy trốn không chịu dốc sức ra nói rõ quân pháp là để cho họ biết lần này không phải trò đùa cắt đứt ý nghĩ đụng trận bỏ chạy của họ cũng có thể nói là vì ủng hộ sĩ khí hoàng liệt ồ lên cuối cùng đã hiểu hoàng liệt không am hiểu quân ngũ trinh chiến không vạch rõ ra thì đúng là không hiểu nổi. Ánh mắt hoàng liệt vô tình nhìn công tôn bố lĩnh hai đệ tử chui ra từ chướng bồng không xa, biết người này có nhiệm vụ kịp lúc truyền đạt tình hình đại quân cho bên Nghiêu Hữu Đạo. Ta nhận được tin Nghiêu Hữu Đạo đã sớm rời khỏi nhà tranh Sơn Trang, bằng vào tài đến đi tự do của hắn thì lẽ ra đã sớm đến đây, vì sao bây giờ không thấy bóng người. Đại chiến thế này sao hắn có thể không xem là gì, không theo quân. Mông Soái có biết hắn đi đâu không? Mông Sơn Minh dở khóc dở cười, lắc đầu thở dài. Hoàng trưởng môn hỏi ta, vị đạo gia này làm việc luôn như lọt vào trong sương mù, không đến phút cuối không thấy sự thật, không ai hiểu rõ được hắn rốt cuộc muốn làm gì, ta cũng không biết nên đi tìm ai hỏi tung tích của hắn. Bây giờ Hoàng Liệt đã có cảm nhận rất sâu sắc về điều này. Bà nội nó, đại quân Nam Châu xuất trình bình định, chuyện lớn như vậy mà tên khốn kia giấu đại thiền sơn kín kẽ không lộ tiếng gió, việc đến trước mắt mới kêu đại thiền sơn ra chiến trường liều mạng, hù nguyên cao tầng Đại Thiền Sơn sợ đến run bắn. Lúc mới nhận được tên đám người Đại Thiền Sơn luống cuống hết sức. Vì chuyện đó nghĩ tới nghĩ lui cũng rất bất đắc dĩ, lúc trước toàn Đại Thiền Sơn không ai xem hiểu tên kia muốn làm gì, đông làm này tây làm kia, giờ còn chặn quân lương của triều đình, mắt đi mày lại với Hàn Tống, ai ngờ đi một vòng cuối cùng buộc triều đình đưa cho binh quyền bình định. Nói thật thì đến hiện tại Hoàng Liệt vẫn không làm rõ được quá trình cụ thể là thế nào, cứ cảm thấy còn có vấn đề gì đó cố tình đại thiền sơn tin tưởng tiểu tử đó, vội vàng lên chiến trường liều mạng. Hoàng liệt ngẫm lại cảm thấy thật hồ đồ kỳ quặc nhưng vẫn răm rắp tin tên kia, tin tưởng trận chiến này chắc chắn thắng. Hoàng liệt lắc đầu thở dài quay sang nhìn cam miểu thủy. Trong đại trướng trung quân, cam miểu thủy giữ bộ mặt thẫn thờ hụt hẫng chậm rãi đi ra, nỗi lòng phức tạp. Không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu, cách đơn giản như thế mà sao trên dưới triều đình không một ai nghĩ ra. Triều đình hoàn toàn có thể từ các châu phủ chỉnh đốn ra một đám người ngựa làm điều này, không cần xem sắc mặt của Nam Châu. Nhưng Cam Miểu Thủy ngẫm lại biết mình nghĩ nhiều, có một số việc người ngựa Nam Châu dám làm nhưng bên triều đình chưa chắc dám làm. Người ngựa tập kết từ các châu phủ dám khai chiến với Chư hầu không? Ai dám nêu ra ý kiến như vậy, có vị tướng lĩnh nào dám nhận trách nhiệm đó? Đắc tội người đứng sau lưng năm đường Chư hầu, dù qua được ải này rồi có ai không lo sau đó bị trả thù? Nghĩ rõ nguyên do trong đó song cam miểu thủy chỉ có thể ngửa đầu thở dài, xảy bước đi nhanh báo tin cho triều đình. Người ngựa Nam Châu đến sau tham dự Bình Định sau đó được tỏa kỵ thay đi bộ thì lục tục tới tập kết chỗ thương chiêu tông. 10 vạn người ngựa không tập kết hết, có một nhóm lĩnh mệnh tham gia vào việc hộ tống 5 vạn xe lương thảo, đây là nhu yếu phẩm cho đại quân lấp đầy bụng sau khi địch ta giao chiến. chương 954, không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. 2. Phủ thành Bắc Châu, sau khung cửa sổ tòa tháp cảo, Bành Hựu Tại ngắm nhìn cả tòa phủ thành. Phong Ân Thái leo lên tháp đến bên cửa sổ, "Sư huynh, đã xác nhận rồi, Nam Châu thật sự sắp bình định." Bành Hựu Tại lặng im một lúc rồi chậm rãi nói, "Nay xem ra rời khỏi Nam Châu chưa chắc là việc xấu." Phong Ân Thái hiểu ý của Bành Hựu Tại nhưng không dám khẳng định rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu, vì sự việc biến đổi quá bất ngờ. Lúc Thiên Ngọc Môn mới bị đá ra Nam Châu đến Bắc Châu có thể nói là hận như hữu đạo nghiến răng, xem tình huống lúc đó Bắc Châu không tốt bằng Nam Châu họ mới đến đã phải đối mặt tình hình rằng co với đại quân nước Hàn, họ không có cách nào, bị buộc bất đắc dĩ, vì tình thế căng thẳng nên không rảnh tìm Nghiêu Hữu Đạo tính sổ. Sau đó biết Nghiêu Hữu Đạo gặp chuyện, Thiên Ngọc Môn rất vui vẻ la hay. Ai ngờ quay đầu người ngựa Nam Châu trực tiếp công chiếm địa bàn ba quận Định Châu, mở rộng địa bàn, triều đình còn mặc nhận. Thế là có người hối hận nói tại sao Đại Thiền Sơn có thể ở chung tốt đẹp với Nghiêu Hữu Đạo mà chúng ta thì không thể, nếu không thì ích lợi ba quận đã thuộc về thiên ngọc môn không cần bị đuổi đến bắc châu lúc ấy có nhiều người hối hận ai ngờ chưa hối hận bao lâu bên trong nước yến nổi lên phản loạn giờ nam châu ra binh bình đình ai có con mắt hơi sáng chút đều biết hung hiểm trong đó thiên ngọc môn trốn đến bắc châu ít nhất tránh thoát một kiếp họa mà phúc lặp đi lặp lại gần đây nam châu luôn đứng trên đầu sóng ngọn gió phong ân thái không dám vui mừng quá sớm cảm giác sư huynh vui mừng thùng rỗng kêu to dường như đang tự an ủi mình vì quyết định chống đối như hữu đạo ngày xưa. Phong ân thái thầm cảm khái, vị huynh đệ kết nghĩa trời dáng đó thật khó định nghĩa, hắn như con quay không dừng lại được. Hoàng cung đại nội yến kinh dưới màn đêm, trong ngựa thư phòng sáng rực ngọn đèn. Thương kiến hùng dựa bàn phê duyệt tấu trương, từ mặt nào đó thì ông đúng là vị hoàng đế cần chính. Thương kiến hùng cũng muốn chứng minh cho tất cả người trong đại yên rằng mình là hoàng đố tốt, nhưng mặc cho ông cần mẫn thế nào thì đại yên như bốn phía hở gió. Điền Vũ đứng một bên cầm tấu trương ca miểu thủy gửi đến, đọc lên. Không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Nghe nói Nam Châu mới ra 10 vạn người ngựa, lúc trước báo lên người vạn người chỉ là thủ thuật che mắt, mục đích là để lừa lấy ngựa chiến, cũng vì khiến Châu phủ dọc đường họ đi chịu cung cấp vật tư sung túc cho 10 vạn người ngựa, thương kiến hùng dừng bút. Nghe thương chiêu tông dùng quân pháp nghiêm minh thì thương kiến hùng ngạc nhiên ngước đầu lên hỏi. Điền Vũ đọc tấu trương xong buông nó xuống, hơi khom người nói. Đúng vậy, 10 vạn đại quân Nam Châu chỉ làm chấp pháp đốc quân, không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Nêu ra cách diệt bốn hướng, người ngựa chư hầu nếu dám trái quân lệnh bình định thì xem như chung tội với phản quân, đường nào chống lệnh là đại quân Nam Châu sẽ tiêu diệt đường đó. Thương Kiến Hùng suy nghĩ thấu ẩn ý trong đó, chậm rãi buông bút kiệt sức dựa vào lưng ghế, biểu tình khó tả, rất phức tạp, có hiểu ra, có khen ngợi, có bi hận. Một lúc lâu sau Thương Kiến Hùng cười khẩy nói, cho ba vị kia xem, cầm tấu trương đưa cho ba vị kia, để bọn họ xem ba đại phái của mình tiện cỡ nào. Kêu không đi, có phải muốn người ta quất bằng roi mới chịu đi. Một đám tiện nhân, thương kiến hùng nói xong nhắm mắt lại, trước mắt như thấy tấu trương trong kinh hàng ngày của điệp báo ti, như nghe lời bàn tán bách tính trong kinh tràn đầy mong chờ người ngựa của thương chiêu tông thành công bình định. Theo tin tức mới nhất điệp báo ti đưa đến thì lời nói giống như vậy không chỉ có trong kinh thành, đã dẫn đến gợn sóng toàn đại yên. Đương nhiên thương kiến hùng hy vọng thành công bình định, nhưng không biết chút ra nỗi đau khổ dẫy dụa trong lòng với ai. Năm đó nhiều người nói ngai vàng này không thuộc về thương kiến hùng, ông muốn chứng minh đó đều là tin đồn, nếu để người ta cảm thấy ông không bằng cả nhi tử của Ninh Vương thì ông biết giấu mặt đi đâu. Trong một tòa đình viện trong cung, trưởng môn ba phái ngồi quanh bàn uống rượu, luôn chia sẻ tin tức ba bên nhận được. Điền vũ sai người đưa tấu trương đến ngay vào lúc này. Long Hưu là người thứ nhất cầm lấy xem, đọc xong ngồi sướng sờ thật lâu, mắt như bị nội dung trong tấu trương hút mất hồn thấy long hưu hoảng hốt mạnh viên hỏi chuyện gì vậy long hưu khép tấu trương lại ném cho mạnh viên mạnh viên nhận lấy mở ra xem nét mặt đông lại cung lâm sách đặt ly rượu bên môi liếc long hưu lại ngó mạnh viên sau cùng hỏi thái giám đưa tấu trương đến có chuyện gì thái giám khom người nói nô tài không biết đại tổng quản sai nô tài chờ ba vị trưởng môn trả lời hỏi ba vị trưởng môn có đồng ý quân pháp trong tấu trương không long hưu cười khổ lắc đầu than thở tưởng đâu tên kia sửa tính thật sự muốn đi liều mạng ồn ào nửa ngày rốt cuộc vẫn buộc năm đường chư hầu liều mạng tình huống gì cung lâm sách không nhịn được giật lấy tấu trương trong tay mạnh tuyên nhanh chóng đọc xem nội dung thế nào không nhìn không biết xem xong cung lâm sách cũng ngây người lẩm bẩm không diệt phản quân chỉ diệt chư hầu ba người có thể làm trưởng môn của ba đại phái thì không phải đồ ngốc lúc trước họ cố ý kêu năm vị trưởng lão đến là vì sao tất nhiên là vì thầm biết rõ vài điều biết có người giữ thực lực không chịu dùng sức. Nhưng biết thì thế nào, tình thế của nước Yến đã là nguy cơ trùng trùng, giết mấy vị trưởng lão để gây hỗn loạn nội bộ ba đại phái sao? Giờ Nam Châu đột nhiên chơi chiêu này, ba vị trưởng môn không biết có nên vui không? Năm người kia vì giữ thực lực tìm đủ cách khiến Nam Châu ra tay, kết quả Nam Châu vừa hành động đã buộc họ góp sức. Lòng vòng một hồi trở về điểm xuất hiện, không biết năm người có cảm giác tự bê đá đập chân mình không? Năm người cùng Nam Châu dốc sức đấu rất đặc sắc ba vị trưởng môn thấy đau chân dùm họ. Đang yên lành, các người thành thật góp sức thì tốt rồi, giờ hay lắm, vừa phải bỏ sức ra còn không được lợi gì. Không bình định được thì các người mất mát lớn, bình định thành công thì bị Nam Châu chiếm tiếng thơm. Đạo lý rõ ràng, lúc trước năm đường chư hầu liên tục xuất sư bất lợi, hiện tại đánh thắng là vì Nam Châu thống xoái giỏi, tuy vẫn là năm đường chư hầu bán mạng nhưng công lao toàn thuộc về Nam Châu. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Vì giữ gìn nước Yến, vì ích lợi của ba đại phái ba người không có ý kiến với quyết định của nam châu nhưng vì sao cảm giác ba đại phái chịu thiệt nam châu kỹ cao một bậc mạnh tuyên cười buồn bưng ly rượu lên uống ai ta không ý kiến gì long hưu và cung lâm sách cũng không phản đối thái giám hiểu ý lùi xuống xoay người đi trong doanh chướng trưởng lão thi thăng của tiêu giao cung và tô khải nhìn nhau chân chân lặng im một lúc thi thăng lại cúi đầu nhìn quân pháp bình định trong tay hai hàng chân mày dính vào nhau biểu tình buồn bực một lúc lâu sau thi thăng ngước đầu lên hỏi, người ngựa Nam Châu thật sự dám ra tay với người ngựa Hảo Châu. Tô Khải Đồng nói, thi trưởng lão, câu này không nên là ngài hỏi ta, phải là ta hỏi ngài mới đúng. Nam Châu dám ra tay với người ngựa trợ lực của ba đại phái thật không? Thi thăng thở hắt ra, biết giải thích làm sao bây giờ. Quan trọng là ba đại phái không có ai nhảy ra chỉ trích việc này được, vì nước Yến sắp mất, ba đại phái sắp bị phản quân quay như dế rồi. Nam Châu không nói là ra tay với ba đại phái, chỉ bảo chấp hành quân pháp với chư hầu ngáng chân việc bình định hành động này là bảo vệ nước yến bảo vệ ích lợi của ba đại phái thi thăng làm trưởng lão ba đại phái có thể công nhiên đứng ra chỉ trích sao thi thăng phất tay nói ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta trước chương 955 chém mắt tô khải đồng lóe tia sáng đã hiểu thi thăng không dùng việc này bắt bẽ tiểu vương ra được bị bên tiểu vương ra bóp cổ tô khải đồng nhớ đến sâu xa giữa mình và hệ ninh vương tiểu vương ra bắt đầu dương cánh bay lượn thật không biết nên thấy vui hay không. Tô Khải Đồng ngẫm nghĩ tìm từ, chậm rãi nói, công khai quân pháp không phải trò đùa, thì trưởng lão, ta không biết người khác thế nào nhưng rất hiểu rõ mông sơn minh, quân pháp như núi, ai dám chế nãi chiến sự thì mông sơn minh không có gì dám hay không. Nếu gác ba đại phái qua một bên, người ngựa hạo châu dám làm chế nãi chiến sự thì người ngựa nam châu chắc chắn sẽ chấp hành quân pháp. Lúc này bên ngoài có người la, báo, một tờ tình báo đưa vào tay bên này, báo rằng Nam Châu không xuất động 40 vạn người ngựa mà chỉ có 10 vạn người. Hai người ngó nhau, thi thăm hỏi dò, người mang đến 20 vạn người ngựa Hạo Châu thì sợ gì bị 10 vạn người ngựa của hắn uy hiếp. Tô Khải Đồng gõ tờ giấy trên tay nói, thi trưởng lão, đó là 10 vạn kỵ binh, đến đi như gió, là anh Dương Võ Liệt Vệ, không phải có sợ uy hiếp của hắn hay không mà là uy hiếp thật sự. Thi thăng ngần ngừ hỏi, nếu năm đường chư hầu đều kéo dài ra binh thì sao? Tô Khải Đồng hỏi, Thi trưởng lão vẫn nghĩ người ngựa Nam Châu không dám chấp hành quân pháp. Nếu ta là thống soái Nam Châu thì sẽ giết một người dân trăm người. Ai cách người ngựa Nam Châu gần thì là người xui xẻo đầu tiên, chúng ta ở gần nhất. Thi thăng dối dám trần trừ, mùi vị này rất khó chịu, ngang nhiên chống đối quân lệnh của Bình Định Đại tướng quân là điều không thể nào, nước Yến và ba đại phái đều gặp phải thế cục này rồi còn dám ngang nhiên kháng lệnh sao. Thân phận của thi thăng là trưởng lão ba đại phái, cho lá gan cũng không dám làm như vậy, cùng lắm chỉ dám bằng mặt không bằng lòng kéo dài. Nhưng đối phương muốn mạnh bạo với thi thăng, nếu người ngựa Nam Châu thật sự chấp hành quân pháp, người ta chiếm tình và lý, người Nam Châu phát động tiến công thì bên thi thăng chống cự không được, không chống cự cũng không được. Không đi đổ máu với phản quân ngược lại đánh nhau với người ngựa bình định của triều đình, bên thi thăng không nắm chui tình hay lý được, vẫn câu cũ, thân phận của thi thăng là trưởng lão ba đại phái. Vào phút then chốt đụng phải chuyện như vậy thì triều đình hay ba đại phái đều sẽ không nói đỡ cho thi thăng nhưng thi thăng vẫn không cam lòng hỏi nếu né tránh thì sao tô khải đồng nói thi trưởng lão hai mươi vạn người ngựa động tĩnh lớn như vậy tránh chỗ nào nhiều người ăn dùng đều cần cung cấp vật tư không cách nào tránh được người ta có bốn chân còn chúng ta đa số là hai chân chạy thắng người ta được không chúng ta không thể xé lẻ trốn đi nếu làm vậy thì cái quần cuối cùng cũng bị mất tỏ rõ mình né đánh trận trưởng lão sẽ ăn nói thế nào với ba đại phái thi thăng đi qua đi lại Nam Châu nắm lệnh thống soái bình định đại tướng quân làm thi thăng rất khó chịu, chửi thầm những người quyết định thả binh quyền cho Nam Châu. Bên ngoài bỗng nhiên lại truyền vào tiếng la, báo, lần này đưa vào không phải tình báo mà là mệnh lệnh do bộ hạ bình định thống soái truyền xuống, mệnh cho người ngựa hạo Châu lập tức phát binh lạc hà lính, không tiếc mọi giá đánh hạ quan ải bị phản quân chiếm cứ. Sau đó đại quân Hạo Châu toàn tiện thẳng tiến tấn công áp chế người ngựa của phản quân ở phía Đông Thiên Lý Giang, phòng thủ bên sông, thu thập khống chế tất cả cầu, thuyền qua sông, không cho phản quân có cơ hội tiến Tây nữa, phối hợp bốn đường đại quân khác bao vây tiếu trừ phản quân. Báo, muốn bên này không tiếc mọi giá phát động tấn công, Tô Khải Đồng và Thi Thăng đang bàn bạc có nên chấp hành lệnh chia quân không ai ngờ quân lệnh mới đã đến. Quân lệnh mới cho họ thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu không bắt được quan ải Lạc Hà Lĩnh coi như né chiến, chờ chiến, người ngựa đốc quân chấp Pháp Nam Châu sẽ phát động tổng tấn công với đại quân Hạo Châu ngay. Ba quân lệnh liên tiếp chuyển đến, cái sau hùng hổ hơn cái trước, không có đường bàn lại, thì thang hận nghiến răng. Người ngựa bốn đường chư hầu khác cũng lục tục nhận được quân lệnh của Bình Định Đại tướng quân. Mệnh người ngựa cung châu từ cảnh nguyệt phát binh nguyên châu bị phản quân thương châu chiếm cứ, cắt đứt cung cấp vật tư từ đường biển của phản quân, từ phía nam chặn đường dồn ép phản quân. Mệnh người ngựa đồ châu an hiển triệu từ mạn bắc phát động tổng tấn công, chặn đường dồn ép phản quân. Mệnh người ngựa phục châu sử tân mậu từ mặt đông phát động tổng tấn công, chặn đường dồn ép phản quân. Mệnh người ngựa trường Châu Trương Hổ đột phá từ đương Môn Sơn, đại quân tiến thẳng vào lòng phản quân, tùy thời nghe lệnh phối hợp bốn người ngựa hợp vây tấn công. Mệnh lệnh tương đương với tổng tấn công bốn hướng vào phản quân, khiến phản quân không rảnh tay, phái một đường người ngựa chọc thẳng vào quấy rối. Quân lệnh đều có giới hạn thời gian, yêu cầu lúc này thì đạt đến mục đích chiến lược chiến thuật. Nhưng năm người ngựa đều đang chờ xem, hay cho không diệt phản quân chỉ diệt chư hầu. Trong quân trướng bên bờ sông, la chiếu chụp tình báo xuống mặt bàn bước tới trước bản đồ trầm giọng nói ngô công lĩnh làm ăn kiểu gì vì sao không thu xúc binh lực chẳng lẽ muốn năm bè bảy mảng ngồi chờ bị càn quét sao văn du nói ý của bên kia là chờ xem tình hình la chiếu quay đầu nói giải rác binh lực thế này thì không thể kéo dài với người ngựa bình định của nước yến liên lạc với nước hàn ngay cùng nhau đốc thúc ngô công lĩnh rõ một ngày đã qua người ngựa hạo châu chưa nhúc nhích Thương Chiêu Tông ở trên chiến trường làm việc như sấm sét, Nam Châu đã tập kết 5 vạn thiết kỵ đợi mệnh ngay lập tức xuất phát lao thẳng đến người ngựa Hạo Châu, bày ra sự quả quyết. Báo, quân tình đưa đến, Tô Khải Đồng cầm xem sau đó mặt biến sắc. Tô Khải Đồng nói với Thi Thăng, Thi trưởng lão, người ngựa Nam Châu với thế sấm sét sông hướng chúng ta, chốt chặn chúng ta bày dọc đường đều bị quét sạch, giết ngàn người của ta. Thi trưởng lão, chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa, thật sự muốn ra tay với chúng ta thi thăng giật lấy quân tình xem xét sau đó tái mặt giọng căm hận nói một đám không biết sống chết dám cản rỡ như vậy lúc trước thi thăng còn ôm lòng may mắn muốn xem tình hình ra sao nhìn xem nam châu có dám động vào người ngựa của mình thật không ai ngờ không cần ba ngày chỉ một ngày nam châu đã đằng đằng sát khí xông đến thi thăng xé nát tờ giấy trong tay bực bội phất tay đại quân hạo châu lập tức xuất phát hướng quan ải lạc hà lĩnh người ngựa phía trước nhận mệnh lệnh liền tấn công lạc hà lĩnh Thủ quân ở Lạc Hà Lĩnh không nhiều, chẳng qua bên này không muốn dùng sức, cứ lo giữ thực lực, giờ đánh thật, trả giá hơn ngàn người tử thương chỉ mất nửa ngày là đánh chiếm thành công. Đại quân Hạo Châu rầm rộ và quan ải Lạc Hà Lĩnh rồi ra hướng khác xông vào phản quân ở phía sau. Thiết kỵ Nam Châu hầu như dượt theo ngay sau mông người ngựa Hạo Châu, tựa như gác đao lên cổ người ngựa Hạo Châu buộc họ tấn công quân địch. Một tướng lĩnh vào quân trướng của Thương Chiêu Tông, bẩm báo. Bẩm vương ra, trưởng lão tiêu giao cung thi thăng đến. Mấy người trong trướng nhìn nhau, biết đối phương đến khởi binh hỏi tội, tất cả cùng nhìn thương chiêu tông. Mặt thương chiêu tông không biểu tình nói, ngăn lại, đuổi ra xa, nếu dám xông vào thì kêu tu sĩ tấn, vệ, tề bắt lấy. Sau đó quả nhiên thi thăng tự tiện xông vào và đúng là bị bắt giữ. Ngoài trướng, thi thăng trợn to mắt rít gào, thương chiêu tông, gan chó của ngươi to lắm, dám động vào ta. Hai đệ tử đi cùng cũng bị tu sĩ ba nước Tây bắt giữ. Thì thằng định lấy chuyện thủ vệ chốt trận bị giết đến sinh sự làm thương chiêu tông mất mặt, ai ngờ y to gan lớn mật dám bắt giữ ông. Tu sĩ ba nước Tây sớm gai mắt đám khốn kiếp này, lúc trước bị đám chó chết này hố thảm, vì vậy súm lên nhanh gọn bắt ba người. Chương 956, rất có phong phạm vương giả một. Nghe tiếng mắt bên ngoài đám người trong chướng nhìn nhau, Thương Chiêu Tông hỏi, bốn người ngựa khác chưa có động tĩnh gì sao? Một tướng lĩnh bẩm, trước mắt chưa nhận được tin có động tĩnh gì. Thương Chiêu Tông lạnh lùng nói, xem ra bản vương không giết người tế cờ là không được bắt kẻ ở bên ngoài gầm giống làm loạn lòng quân ra chém lời vừa thốt ra mọi người trong lều giật nảy mình cam miểu thủy hoàng liệt xoe tròn mắt tưởng mình nghe lầm mông sơn minh lên tiếng như muốn nói hãy suy nghĩ xét kỹ lại vương ra nhưng bị thương chiêu tông lạnh lùng liếc qua mông sơn minh nuốt ngược lời đến bên môi thương chiêu tông phất áo choàng vướng chân vướng tay ra sau vươn tay rút một cây tên lệnh từ ống tên trên bàn mạnh vung tay ném tên ra ngoài trướng Mọi người nhìn tên lệnh bay cái vèo xẹt qua không trung rớt xuống ngoài trướng, cá xéo trên cỏ. Giọng thương chiêu tông len ken khiếp hồn người quát lớn, chém, tiếng la ngừng, tiếng gầm của thi thăng im bặt, ba sư đồ bị đè trực ngơ ngác nhìn tên lệnh cắm trên cỏ. Tu sĩ ba nước Tây bắt giữ ba sư đồ cũng chân chân nhìn tên lệnh. Hơi có thưởng thức đều biết tên lệnh này được ném ra có ý nghĩa thế nào, hành quyết ngay. Đao phủ thủ thường theo đại quân lập tức từ hai bên vào tới hai đệ tử đắc tội sợ hãi dựng đứng lông tơ hét dầm lên nhắc nhở sư phụ hóa đá của mình sư phụ thi thăng thật sự ngây người thương chiêu tông dám giết ông mãi đến nghe tiếng nhắc nhở vang bên tai thi thăng mới rời mắt khỏi tên lệnh phát hiện đao phủ thủ đã xông tới hai bóng người trước mắt né sang một bên đao phủ thủ cướp người từ tay tu sĩ ba nước tây tu sĩ ba nước tây thuận thế thả ba sư đồ ra cùng lùi lại bọn họ không vui sướng khi người gặp họa mà tràn đầy nghi ngờ đó là trưởng lão của tiêu giao cung thương chiêu tông dám giết sao trong khoảnh khắc ba sư đồ đã bị ấn quỷ dưới đất ghi đầu họ xuống thi thăng chợt nhận ra sắp xảy ra điều gì nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày này đường đường là tu sĩ mà sắp chết vào tay một đám kiến khóe mắt thi thăng muốn nứt ra căm hờn giống to thương chiêu tông tiểu nhân con kiến kia người muốn làm gì ta mệnh cho ngươi thả ngay tiếng quát ngừng bật, quân lệnh như núi đao phủ thủ hơ đao chém không chút do dự tay giơ đao sau đó ba suối máu nóng phun ra nhuộm cỏ xanh thành màu đỏ thắm ba cái đầu rớt xuống đất trước mắt bao người không biết bao người hút không khí lạnh ui tu sĩ ba nước tây xem ngây người xứng sờ tại chỗ trong chướng cơ mặt hoàng liệt co giật liên tục nhân vật cấp bậc như thi thăng tùy tiện một người đến là đại thiền sơn sẽ hết sức cung kính chiêu đãi vậy mà bị thương chiêu tông chém thật sự chém chết rồi hoàng liệt càng muốn gầm rú là ai cho vị này lá gan lớn như vậy nhưu hữu đạo không có mặt lỡ xong chuyện tiêu giao cung cho rằng là đại thiền sơn chống lưng sau vụ này thì sao? Ca miểu thủy nhướng cao hai hàng chân mày thật lâu, mắt dần chuyển sang nhìn khuôn mặt thương chiêu tông. Lúc trước ca miểu thủy muốn ngăn cản nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, bên thương chiêu tông mâu thuẫn với ba đại phái không phải chuyện xấu cho triều đình. Nhưng trong lòng ca miểu thủy vẫn vô cùng rung động, y đang nghĩ nếu là bệ hạ thì có dám làm như vậy không? Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn im lặng rũ mi mắt xuống, thầm than quả nhiên là cha nào con ấy. Phượng Nhược Nam đứng bên cạnh từ từ quay đầu nhìn thương chiêu tông, tim đập nhanh, hôm nay nàng được cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là sát phạt quyết đoán. Công tôn bố đứng trong góc cũng giật nảy mình, thương chiêu tông trầm giọng nói, đưa đầu người cho tô khải đồng, mọi người lục tục tỉnh táo lại, ngoài lều có người nhanh tay sách ba cái đầu đi, xác chết bị nâng đi xử lý. Trong lều, thương chiêu tông lại ra một quân lệnh, 12 quân lệnh, cách ba canh giờ phát một lần, mãi đến khi nào các đường người ngựa chấp hành thì thôi trong quân chướng đại quân hạo châu ba cái khai phủ vải trắng dính máu đưa đến trước mặt tô khải đồng tô khải đồng nhìn ba quân sĩ đến từ nam châu lại ngó khay trong tay ba người xem tình hình này biết ngay khay đựng đầu người nhưng không biết là đầu của ai tô khải đồng không phải loại người luống cuống càng sẽ không biểu hiện ra hốt hoảng tô khải đồng chậm rãi đến gần tùy tay vén vải trắng đậy khay chính giữa lên không vén thì thôi vén lên xem làm tô khải đồng trợn to mắt chấp chấp sau đó hét lên giật mình liên tục thụt lùi đụng vào cạnh bàn phía sau. Mặt Tô Khải Đồng tá nhợt chỉ vào cái đầu thi thăng, không biết nên nói cái gì. Các ngươi, Tô Khải Đồng không thể ngờ Thương Chiêu Tông sẽ chơi chiêu ra oai phủ đầu với mình, thật sự giết thi thăng. Thương Chiêu Tông rõ ràng cảnh cáo Tô Khải Đồng đây là vết xe đổ. Trước đó thi thăng còn nói đi chuyến này sẽ cho Thương Chiêu Tông biết tay, kết quả chỉ còn đầu trở lại. Không bao lâu sau trưởng môn ba phái chấn thủ Hạo Châu nghe tin chạy tới, Nắm nghía ba cái đầu khiến người giận sôi có mấy đệ tử tiêu giao cung ở bên này tức giận gầm giống chạy ra ngoài la hét đòi tính sổ với thương chiêu tông nhưng họ chạy tới đại doanh bên này rốt cuộc không dám tìm thương chiêu tông người ta giết cả thi thăng thì sợ gì bọn họ họ chỉ có thể khẩn cấp báo tin hướng sư môn một sơn cốc cách đại quân nam châu xa thì không xa nói gần cũng không gần như hữu đạo chống kiếm đứng dưới gốc cây to ngạc nhiên quay đầu hỏi vương ra giết thi thăng nghiêu hữu đạo luôn đi theo người ngựa của thương chiêu tông chẳng qua giữ một khoảng cách không công khai ở chung với y không biết hắn nghĩ thế nào tình hình trong quân thì nghiêu hữu đạo thông qua người của ngũ lương sơn truyền tin để hắn theo dõi chặt chẽ hắn cách quân không xa tùy thời biết tin trước nhất biểu tình của quản phương nghi đầy nghi ngờ hô tờ giấy trong tay tin từ công tôn bố báo vậy đạo gia có phải vị vương gia này hồ đồ không sao hắn có thể hành động lỗ mãng như vậy với trưởng lão ba đại phái Nghiêu hữu đạo cười phá lên, nhìn một đầu sơn cốc khen rằng. Hồ đồ, vị vương gia của chúng ta không phải người hồ đồ. Năm xưa hắn mới ra khỏi tù trong kinh thành, chịu đủ nhục nhã giữa phố nhưng luôn nhẫn nhịn không bùng nổ, ra khỏi thành gặp người ngựa tiếp ứng liền dứt khoát hô đao giết tướng lĩnh thủ thành. Nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn quản phương nhi, cười nói. Khi đó là trong kinh thành, ngay dưới mí mắt thương kiến hùng. Nam Châu biến động, Phượng Lăng ba cướp quyền, tương tự là nằm trong sự khống chế của Thiên Ngọc Môn, ngay trước mắt thiên ngọc môn nhưng hắn không chút do dự bắn chết nhi tử của phượng lăng ba hắn chưa từng sợ giết thi thăng có gì lạ không lạ chút nào vì hắn biết rõ với thế cục trước mắt ba đại phái không thể nào làm gì hắn hơn nữa ba đại phái đầu tiên nghi ngờ là có ta chống lưng cho hắn bọn họ tìm tới cửa thì có ta ngăn vị vương gia này của chúng ta biết xem xét thời thế sát phạt quyết đoán lòng rõ ràng như gương sáng lúc không nên qua loa thì chưa từng sơ sẩy rất có phong phạm vương giả Quản phương nghi nhíu mày nói, ý ngươi là, như hữu đạo quay đầu lại nhìn phía xa, ai, khi thương kiến bá còn sống có thể tụ tập nhiều người tài ba hiệu mệnh cho mình thì sao không có chút thủ đoạn được. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh nhi tử biết đào hố. Xuất thân từ gia đình như vậy, không bị thấm nhuần ảnh hưởng sao được. Nước tấn, hoàng cung, thiệu bình ba khoác áo lông cáo bạc đi vào trong biệt, nhìn mặt thái thúc hùng lạnh như tiền, y tiến lên hành lễ. Thái thúc hùng ra hiệu miễn lễ, lại phất tay, đào lược dâng tấu trương lên cho Thiệu Bình Ba xem. Thiệu Bình Ba liếc biểu tình trên mặt Thái Thúc Hùng, lòng thầm nghi ngờ nội dung tấu trương. Thiệu Bình Ba mở ra xem, chợt con người có rút thì thào. Không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu, chương 957, rất có phong phạm vương giả hai. Thái Thúc Hùng khẽ thở dài, đúng vậy, không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu, chiến lược này của Nam Châu không giống người thường. Bằng vào năng lực chấp hành của Nam Châu thì chiến lược này tất nhiên có hiệu quả, xem ra bình định nội loạn nước yến sắp xong, không biết mấy nhà kia còn có thể đánh nhau được không. Thiệu bình ba khép tấu trương lại ngước đầu hỏi, bệ hạ muốn rút tu sĩ nước tấn về, thái thúc hùng gật đầu nói, kêu người đến là để nói việc này, cô vương đang có ý đó. Đạo lý rất đơn giản, không thể để nước yến bình diệt phản loạn quá nhanh, nếu không thì chẳng đạt tới mục đích khi hàn tống ra binh, không đến mục đích khiến nước triệu tham gia, cuối cùng ảnh hưởng mục đích bên nước tấn. Giờ nước yến tiêu diệt phản loạn đã cứng rắn hơn, tu sĩ nước tấn đâu chịu bỏ sức ra giúp nữa. Nhưng thiệu bình ba không đồng ý làm như vậy, bệ hạ, theo vi thần thấy chưa thể rút người về. Thái thúc hùng khẽ kêu lên, hãy nói ý nghĩ của ngươi, thiệu bình ba nói, giờ mà rút người về dễ bị lộ ý đồ của nước tấn, sẽ làm mấy phương khác giật mình dừng tay. Đừng rút người về, nhưng có thể ra công mà không ra sức, làm bộ cho có. Thái thúc hùng trầm ngâm hỏi, làm vậy có thể không bị nhìn thấu không? Thiệu bình ba nói, có thể tìm cớ, lúc trước bị mấy đường chư hầu nước yến qua loa hại bên nước tấn mất mát nặng nề lòng còn sợ hãi nên bảo thủ thái thúc hùng gật đầu nói ừ kế này rất hay thái thúc hùng không biết rằng trong lòng thiệu bình ba còn có tính toán khác tu sĩ nước tấn đã lấy lòng tin bên nước yến một số người canh giữ bên cạnh thương chiêu tông để người lại đó chờ khi có cơ hội có thể tùy thời trừ bỏ thương chiêu tông và mông sơn minh thiệu bình ba rời khỏi hoàng cung bước chậm trên quảng trường trong cung tâm tình hơi mâu thuẫn nam châu đột nhiên chơi chiêu này quấy dày kế hoạch của y đối với y thì hao tổn tu sĩ nước tấn còn ít nhưng thế cục biến đổi buộc phải khiến tu sĩ nước tấn rút tay về nhưng thế cục chiến trường thay đổi tiếp làm ý đồ khiến tu sĩ nước tấn rút tay về không thực hiện được hoặc có thể nói là không phát huy bất cứ tác dụng gì thế cục biến đổi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người lạc hà lĩnh bị công phá người ngựa hạo châu chính thức phát động tổng tấn công thế công của phản quân bỗng rút nhanh nói là chạy trốn cũng không khoa trương quyết định của thương chiêu tông có sai sót y nhâm mệnh tô khải đồng đánh tới thiên lý giang thì phòng thủ nên đã bỏ lỡ cơ hội truy kích tốt nhất ngay cả mông sơn minh cũng không đoán trước phản quân đột nhiên chạy trốn một đường người ngựa nhanh chóng chạy hướng đông đó là đội của ngô công lĩnh ra lệnh toàn diện co rút binh lực người ngựa nghỉ ngơi giữa đường đám người toàn thái phong tiến lên hỏi đại tướng quân đi đông làm gì ngô công lĩnh đáp tất nhiên là để đọ sức với địch toàn thái phong hỏi tới đọ sức thế nào ngô công lĩnh khẽ thở dài có nói thì toàn trưởng lão cũng không hiểu trưởng lão yên tâm ta sẽ không chịu chết có diệu kế ứng đối toàn thái phong không nói gì đúng là không hiểu chuyện điều binh khiển tướng nhưng đan đông tinh tạm thay trưởng môn đồng tiên các thì quen ngô công lĩnh không chỉ một hai ngày quen biết lâu năm hiểu nhau nên nhận ra có gì không đúng Thừa dịp mọi người rời đi đan đông tinh đến gần ngô công lĩnh hỏi nhỏ đại tướng quân còn có mưu đồ khác ngô công lĩnh lướt nhanh bốn phía rồi thì thầm đan trưởng lão lẽ nào chưa nhìn ra chúng ta bị đám chó chết kia lừa gì mà kiềm chế nam châu khi gió đan đông tinh cũng nhìn ra nam châu vừa ra binh là việc rõ ràng đan đông tinh khẽ thở dài việc đã đến nước này chúng ta không còn đường lùi có thể làm sao bây giờ mặt ngô công lĩnh vặn vẹo nói hàn tống muốn đem chúng ta làm thành con dối chết thay mờ đẹp quá ta sẽ không để họ khoanh tay đứng nhìn chúng ta một đường hướng đông trực tiếp xông tới nơi hai nước đối chọi làm dối ta chống mắt xem Hàn Tống làm sao đứng ngoài cuộc. Nói trắng ra là ngô công lĩnh sợ, không muốn đánh với đại quân Bình Định Triều Đình nữa, muốn chạy trốn. Đan Đông Tinh rất lo lắng hỏi, kéo 200 vạn người thì có thể xông qua không? Ngô công lĩnh vô tình nói, đan trưởng lão còn trông chờ có thể mang đi 200 vạn người ngừa. Toàn là hạng ô hợp không trải qua huấn luyện chính quy lâu dài, đi không mau, chạy không nổi, càng không có kinh nghiệm chém giết. Đụng đến dễ ăn hiếp thì như ong vỡ tổ xuống lại hù dọa người, tăng thanh thế còn được, muốn dựa vào bọn họ đánh nhau thì buồn cười. Lúc trước có thể lợi dụng mâu thuẫn bên triều đình chiếm lợi một chút, giờ người ngựa Nam Châu hiệu lệnh 5 đường chư hầu, tổng cộng 6 đường chư hầu hợp sức, chúng ta không đánh lại họ, không chạy chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Đám ô hợp này có mang đi chỉ tổ lãng phí lương thực, lợi dụng chúng chắn truy binh cho chúng ta còn được, đừng hy vọng mang đi hết. Có thể mang theo người ngựa bản bộ thương châu đã giỏi lắm rồi. Đan đông tinh bực mình nói đã biết không đánh lại tại sao lúc trước ngươi còn đồng ý phản loạn bây giờ đan đông tinh rất hối hận bằng vào việc phản quân thương châu đã làm như đốt nhà giết người cướp của thì triều đình sẽ không tha cho họ bằng vào đan đông tinh giết trưởng môn khúc vân không của đồng tiên các nữ nhi của trưởng môn đời trước tử kim động thì ba đại phái tuyệt đối sẽ không tha cho đan đông tinh giờ có muốn đầu hàng cũng muộn ngô công lĩnh nói thì bởi vì bị bọn họ lừa bịp ta cứ tưởng nổi lên chiến sự là đại quân Hàn Tống sẽ thừa dịp đánh vào, chờ chia chỗ tốt sẽ không thiếu phần chúng ta. Ai ngờ kéo dài đến bây giờ hai nước không có phản ứng, rõ là đẩy chúng ta vào hố lửa, sao có thể không cầu tự bảo vệ mình. Hiện tại sông hướng Đông là đường sống duy nhất của chúng ta, chỉ cần thành công quấy rối thì trong tay chúng ta có mấy chục vạn người ngựa là vốn liếng tự bảo vệ mình. Đan Đông Tinh không còn cách nào khác, không hiểu việc điều khiển đại quân xoay sở đối kháng, chỉ có thể ỉ lại tướng giả kinh nghiệm xa trường đầy mình này. Đan đông tinh chắp tay nói, đồng tiên các không đổi chí hướng, nguyện tiếp tục nâng đỡ đại tướng quân. Ngô công lĩnh khinh thường thầm nghĩ bây giờ đồng tiên các trừ cột chung với lão tử thì còn đường ra nào sao? Ngoài mặt ngô công lĩnh nhe răng cười nói, tự nhiên là họa phúc cùng chia, hoàng cung yến kinh, thương kiến hùng ngồi sau bàn nghe tin vụt ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc hỏi. Thương chiêu tông giết thi thăng, điền vũ nâng tấu trương gật đầu nói, không sai thưa bệ hạ, ca miểu thủy thấy tận mắt thi thăng xâm nhập quân doanh của thương chiêu tông muốn làm khó dễ hỏi tội kết quả bị thương chiêu tông bắt lấy ra lệnh một tiên chém đầu thi thăng và hai đệ tử đắc lực tại chỗ đưa đầu cho tô khải đồng sắc mặt thương kiến hùng thay đổi liên tục sau cùng cười khẩy nói đúng là cha nào con nấy năm xưa ninh vương ra lệnh giết trưởng lão linh kiếm sơn bây giờ đổi thành nhi tử của hắn tốt tính tình chết không hối cải này thú vị rất thú vị thương kiến hùng hết cầm nói để ý phản ứng bên kia Điền Vũ biết thương kiến hùng ám chỉ cái gì, khom người nói. Tuân lệnh, cần chú ý là bên ba đại phái, họ còn phản ứng gì khác ngoài giật mình khi nhận được tin. Trong một tòa đình, Mạnh Tuyên, cùng lâm sách nhìn chằm chằm Long Hưu đứng bật dậy, biểu tình giữ tợn tàn khốc, hầm hừ cười nhạt. Một đám đệ tử tiêu giao cung chạy tới ngoài đình, tức giận lên án công khai không ngớt, tuyên bố muốn xử thương chiêu tông hoặc phải nợ máu trả bằng máu. Trong đó có đệ tử của thi thăng gào khóc xin trưởng môn làm chủ. Đệ tử này buồn thật, thi thăng chết rồi cách cục thế lực trong môn sẽ tẩy rửa một phần, người phe thi thăng đều phải đứng sang góc. Dịch thư tức giận nói, sư phụ, nếu không có nghiêu hữu đạo chống lưng thì thương chiêu tông lấy đâu ra lá gan to như vậy. Nghiêu hữu đạo và thương chiêu tông rắn chuột một ổ, căn bản không để tiêu giao cung chúng ta vào mắt. Dám giết trưởng lão của tiêu giao cung chúng ta, sao có thể bỏ qua. chương 958, tin chiến thắng liên tục. Long hưu lạnh lùng quát, cầm miệng hết cho ta. Cung lâm sách và mạnh tuyên liếc nhau, cung lâm sách lên tiếng, Long huynh, lúc này phải bình tĩnh, chuyện tính sổ chờ về sau rồi tính. Lúc này mà tính sổ với thương chiêu tông là không sáng suốt, hai nhà sẽ không để tiêu giao cung làm bậy. Đương nhiên cung lâm sách, mạnh tuyên tin tưởng Long hưu hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó. Cái chết của thi thăng tạm thời bị đè xuống, hết cách, thế cục trước mắt thì bình định là ưu tiên hàng đầu trong nước yến. Ngay sau đó tin bình định chiến thắng lần lượt đưa đến kinh thành. Thương Chiêu Tông giết thì thang mang đến ảnh hưởng lớn cho chiến sự, càng khiến mấy đường chư hầu bình định kinh tâm động phách. Mấy trưởng lão còn đang xem tình hình sợ đứng tim, khi xem Thương Chiêu Tông liên tục truyền quân lệnh tựa như ẩn giấu sát khí. Hiện giờ còn ai dám nghi ngờ quyết tâm chớ bi pháp không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu của Thương Chiêu Tông. Trưởng lão Tiêu Giao Cung còn bị y giết. Đầu tiên là Đại quân Tô Khải Đồng công phá Lạc Hà Lĩnh khiến phản quân hoảng hốt mà trốn, từ chấn giữ thiên lý giang đổi thành truy kích sau đó bốn đường đại quân nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh tác chiến của bình định đại tướng quân năm đường đại quân phát động tổng tấn công đánh cho phản quân tan tác đương nhiên nói đánh phản quân tan tác một đường là để dễ nghe thật ra họ không đụng phải chống cự kịch liệt gì vừa chạy vừa thu phục mất đất xua đuổi phản quân nhưng khi báo lên tất nhiên sẽ không nói là mình nhặt của hời phải thể hiện công lao của mình cho nên tin chiến thắng như tuyết bay hướng kinh thành tin chiến thắng tin chiến thắng đại quân bình định đánh hạ lạc hà lĩnh một đường đánh qua thiên lý giang phản quân tan dã quân lính. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, đại quân Bình Định công phá đường Môn Sơn, giết phản quân tan tác. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, đại quân Bình Định thu phục quận Lâm Hải, cắt đứt cung cấp của phản quân. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, đại quân Bình Định phục hồi Nguyên Châu. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, đại quân Bình Định công phá hang ổ Thương Châu của phản quân. Tin chiến thắng, hang ổ phản quân thất thủ, Thương Châu đã bị Bình Định đại quân chiếm lĩnh vì phấn chấn lòng dân nên khi tin chiến thắng đến, triều đình cố ý để tín sử vừa dục ngựa chạy vừa la to cho mọi người đều biết. Kết quả tin chiến thắng không đến thì thôi, đưa tới là không ngăn nổi, mỗi đánh hạ một quan một huyện là sẽ chuyển đến tin chiến thắng. Năm đường chư hầu, trăm vạn đại quân nơi đâu cũng thắng lợi, có thể tưởng tượng lượng tin chiến thắng tụ tập hướng kinh thành, một ngày mấy chục phong tin chiến thắng chuyển đến. Dù là người sống lâu trong kinh cũng chưa từng thấy tin chiến thắng nhiều như vậy. Thế bình định như bẻ gãy nghiền nát, sắp bình diệt phản loạn nước Yến xong xuôi. Bách tính Yến kinh hân hoan cổ vũ, một ít phú thương mừng hết lớn, rốt cuộc giữ được gia nghiệp. Bọn ho vui qua bố thí cháo bên đường, cứu tế dân đói, chúc mừng bình định đại quân đánh thắng liên tục. Nhưng sau đó đám phú thương này đều xui xẻo, toàn bộ bị xét nhà với đủ loại lý do. Có một lý do làm giàu bất nghĩa, khi bình định trinh lương thì giấu không giao ra, nghi ngờ thông đồng với địch, xong việc định thu mua lòng người lánh hỏa. Toàn bộ bị xử theo tội gian thương, tịch biên gia sản sung công. Xử lý như gian thương không quan trọng, bị chụp mũ thông đồng với địch còn bị vạn dân khinh bỉ. Không còn xu hướng bình định suy tàn lúc trước, tin chiến thắng liên tiếp sướng thật. Người không nhìn xem là ai ra ngựa, là Dung Bình Quận Vương. Dung Bình Quận Vương là ai? Là nhi tử của Ninh Vương. Thì bởi vậy, nghe nói thời thiếu niên Dung Bình Quận Vương đã theo Ninh Vương xuất trinh, học chín phần người bản lĩnh của Ninh Vương. Có bản lĩnh của Ninh Vương thì ghê gớm rồi, nhớ năm xưa ninh vương quét nội loạn đại yên cũng giống vậy ai ngăn được yến sơn minh tề vô hận truyền sướng thiên hạ nghe nói mông sơn minh hiệu mệnh dưới chướng dung bình quận vương đại yên ta có hổ tướng như vậy thật là có phúc một đám học tử bàn tán rôm giả trong tử lâu kinh thành nốc rượu ừng ực lớn tiếng tán dóc một nam nhân ngồi bên cửa sổ đó là sứ thần nước tống chú ở yến kinh sứ thần nghe lời bàn tán quay đầu nói nhỏ đánh trận cái kiểu gì thế này truyền tin về hỏi rõ xem tuân lệnh tùy tùng ở bên cạnh nhanh chóng rời đi đầu đường cuối ngõ trà lâu tử quán cả kinh thành đều sôi trào vì tin chiến thắng đến không ngừng người người hân hoan hào hứng thảo luận ban đầu triều đình muốn để tin chiến thắng làm lòng người phấn chấn nhưng xem xu thế hơi kỳ cả kinh thanh khen uy danh phụ tử ninh vương trong cung giận dữ có người bị cách chức điều tra vì vậy đầu đường hết dùm beng tin chiến thắng đám phú thương bố thí bị xét nhà cũng vì vậy người biết nội tình lặng im không nói người không biết thì nghe gì tin nấy ước gì đào mộ tổ tiên đám phù thương lên, bị một số người châm chọc họ là, ngu dân. Trong phủ đệ đại tư không, các tin chiến thắng chuyển đến, đồng mạch ngồi sau bàn ném thư báo xuống, vịn chán nhức đầu thì thào. Vì sao đánh trận ra thế này? Ban đầu thấy các tin chiến thắng phỏng chừng có thể ổn định đại thế làm đồng mạch thở phào, bây giờ thì nhức óc. Chiến sự thắng quá nhanh, hậu cần bổ cấp không theo kịp tốc độ truy kích của đại quân. Đồng mạch lo chọn khâu bổ cấp không nhức đầu mới lạ, nếu làm hại chiến sự xấu đi thì ông phải gánh vác trách nhiệm nhưng không lâu sau nhân viên liên quan dần hiểu rõ đầu đuôi không phải là thắng như trẻ tre mà vì phản quân ngô công lĩnh không ham hiếu chiến bỏ lại một đống của hời cho bình định đại quân nhặt hèn gì bình định đại quân có thể thắng hoài các đường chư hầu đều báo sai chiến công bình định thương chiêu tông mắt nhắm mắt mở vụ báo sai này y biết rõ trên chiến trường khi nào nên nghiêm lúc nào nên thả đặc biệt là thế cục hiện giờ y cần cục diện như vậy triều đình nước yến chỉ có thể giả câm giả điếc không thể nói cho bách tính không phải chúng ta đánh thắng, đành mặc nhận chiến thắng. Không khí trong triều đình gần đây hơi lạ, sau khi tan chiều mặt trời ấm áp, Thương Vĩnh Trung đi ra đại điện ngước đầu nhìn bầu trời sáng sủa trong xanh không mây. Thương Vĩnh Trung thả lỏng tay mới bước xuống bậc thang thì một thái giám đến mời ngừng bước, nói nhỏ. Vương ra, Long Cung Chủ mời ngài, thái giám ra hiệu nhìn phía xa. Thương Vĩnh Trung nhìn qua thấy cung chủ Long Hưu của tiêu giao cung đứng sau Nguyệt Môn nhẹ gật đầu rồi khuất bóng, thương vĩnh trung không biết long hưu tìm mình có chuyện gì nhưng không dám chậm trễ bước nhanh đến nguyệt môn nhìn quanh thấy long hưu đứng khoanh tay bên hồ nước thương vĩnh trung đi qua hành lễ long cung chủ không biết tìm ta có chuyện gì long hưu mỉm cười hỏi vương gia là đại tư mã nước yến ngài thấy sao về chiến sự bình định trước mắt thương vĩnh trung nói đại thế đã định ngô công lính mất địa bàn bổ cấp khó kéo dài đã định trước sắp thua long hưu nói ta thấy bệ hạ không muốn đưa công lớn bình định cho thương chiêu tông Vương gia có hứng thú đi chiến trường thay Thương Chiêu tông không? Đây rõ là tặng công lao cho mình, mắt Thương Vĩnh Trung lấp lóe, đã hiểu hậu quả giết thi thăng của Thương Chiêu tông rốt cuộc lộ ra, tình hình này là muốn xuống tay với y. Hiểu là một chuyện, Thương Vĩnh Trung cũng hơi động lòng nhưng không biểu hiện suốt ruột. Thương Vĩnh Trung do dự hỏi, bản vương tài sơ đức mỏng, sợ là không thích hợp đi. Long Hưu nói, vương gia là đại tư mã nước yến, thống soái bình định đại quân là danh chính ngôn thuật, không ai thích hợp hơn vương gia. Thương Vĩnh Trung cười khổ nói, cung chủ, việc này sợ là không dễ làm, trong tay bản vương không có 10 vạn thiết kỵ, không hết nổi khẩu hiệu không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu, càng không làm được. Trong lòng cung chủ cũng biết rõ ta không hiệu lệnh được năm đường chư hầu, kêu ta đi thay đổi thương chiêu tông là khó xử ta. Long Hưu nói, chuyện đó thì vương ra không cần lo, chuyện này tạm ổn, phản quân ngô công lĩnh chỉ có thế, năm đường chư hầu rất có lòng tin tiêu diệt hắn chương 959, 350 sau lại là một hảo hán. Trước mắt sợ bọn họ mỗi người tự chiến, cần có người ở giữa phối hợp. Thân phận hay địa vị của vương gia đều là nhân tuyển thích hợp nhất, ta đã đánh tiếng với bên cung lâm sách, mạnh tuyên giỏi. Thương Vĩnh Trung đã hiểu, không phải kêu mình đi hiệu lệnh năm đường chư hầu mà là đi phối hợp người ta. Nhưng Thương Vĩnh Trung vẫn không dám đồng ý ngay, do dự hỏi. Cung chủ chuẩn bị xử trí thương chiêu tông thế nào? Long Hưu nói, trưởng lão của tiêu giao cung không thể chết vô ích, bản cung phải cho toàn tiêu giao cung một lời giải thích. Đại quân phía đông đã điều động người tiêu giao cung chạy tới, sẽ tùy thời bắt thương chiêu tông áp vào kinh thành giao cho bệ hạ xử trí. Thương Vĩnh Trung nhắc nhở nói, bên người thương chiêu tông có 10 vạn thiết kỵ, một khi làm khó dễ. Long Hưu phất tay ngắt lời, chuyện đó không cần vương ra lo, bên ta sẽ làm ổn thỏa, không gây rắc rối cho vương ra tiếp nhận. Bây giờ chỉ hỏi vương ra có đồng ý không? Thương Vĩnh Trung lập tức chắp tay nói, cung chủ đã dặn thì sao dám không tuân lời. Long Hưu chỉ điểm, đụng trận đổi tướng là điều kỵ nhất binh ra, sợ là có người phản đối. Người trong triều thì vương ra tìm cách giàn xếp, cái khác bên ta phối hợp vương ra. Thương Vĩnh Trung đồng ý, tốt, đã hiểu, hai người chia tay, Thương Vĩnh Trung đi ngay đến Trung Xu Yếu Địa, tìm đến Đại Tư Không Đồng Mạch và Đại Tư Đồ Cao Kiến Thành, nói rõ ý của mình, hy vọng hai người hỗ trợ phối hợp. Chỉ cần có hai vị này giúp thì trong triều sẽ không có ai chê trách. Đông mạch, Cao Kiến Thành không bài xích gì, đều là người hiểu ý của Thương Kiến Hùng, nếu Long Hưu đã lên tiếng thì càng dễ xử. Ba vị cùng cầu kiến Thương Kiến Hùng, Thương Vĩnh Trung không giấu Thương Kiến Hùng, biết trong hoàng cung này gặp gỡ Long Hưu thì không cách nào qua mắt Thương Kiến Hùng được, thành thật kể hết ra. Không có gì ngoài ý muốn, thế bình định của Thương Chiêu Tông tạo thành ảnh hưởng làm Thương Kiến Hùng như mắc cục nghẹn. Nhưng Thương Kiến Hùng rất cẩn thận không lỗ máng hạ chỉ mà đưa ý chỉ cho thương vĩnh trung trước, với điều kiện là tiêu giao cung có thể giàn xếp sự việc, xác nhận không có rắc rối gì thì ý chỉ thay xoái mới công khai. Nếu để chiến sự có trục trặc gì thì hoàng đế hạ ý chỉ sẽ bị xem là hôn quân. Tốc độ phản quân nước Yến tan tác hoặc nên nói là tốc độ bình định của người ngựa nước Yến làm các phương thế lực trong thiên hạ ngạc nhiên. Người ngựa ngô công lĩnh một đường đột kích hướng đông, dẫn dắt hầu như là người ngựa bản bộ thương châu, đều là người có kinh nghiệm xa trường, châu phủ dọc đường họ đi qua khó đỡ nổi thế trùng kích đành né mũi nhọn, thay chiêu dây dưa. Nhưng ngô công lĩnh không rằng dai với họ, nhanh chóng rời đi. Bình định đại quân dượt theo sau thì ngô công lĩnh đã tập kết 50 vạn người ngựa đoạn hậu, mệnh tướng lĩnh mới được đề bạt làm thống soái. Tướng lĩnh mới được đề bạt tên là Đồ Minh Quảng, vốn là trùng du côn, khi nổi lên phản loạn thì tụ tập một đám lưu dân giặc cỏ, thời kỳ đỉnh cao kêu gọi nhau tập hợp hơn 10 vạn người. Sau đó thấy phản quân Thương Châu liên tục đánh cho triều đình thua tan tác, Đồ Minh Quảng sợ hãi đầu phục ngô công lính, đi theo công thành lược đất, giết người cướp của, hiếp nữ, nốc rượu nhai thịt, sống rất sảng khoái. Nhưng hạng du côn phố phường về năng lực hay kiến thức đều không đấu lại ngô công lính, đã bị lợi hại triệt đề. Đồ Minh Quảng nghe nói được thăng chức làm thống soái 50 đại quân thì máu nóng sông lên não, gã như thấy cơ hội trở thành chư hầu một phương ngay trước mắt. Đồ Minh Quảng vỗ ngực bày tỏ lòng trung thành với ngô công lính, bảo đảm có thể thủ vững một ngày. Vì vậy Đồ Minh Quảng dẫn theo 50 vạn người canh gác quan ải, gã nghĩ có nhiều người như vậy thì thủ vữ một ngày dễ như chơi, sau đó sẽ nhanh chóng chạy đi hội hợp với đại tướng quân. Kết quả gặp thứ sử Phục Châu Sử Tân Mậu tự mình dẫn 5 vạn đại quân tới. Trước kia Sử Tân Mậu đánh với Ngô Công Lĩnh thật sự là vì tự bảo vệ mình mà không dốc hết sức, còn bây giờ đích thân đánh trận, cộng thêm sĩ khí dâng cao nên đau thèm để vào mắt đám ô hợp này. Mà đúng là một đám ô hợp, bản bộ phản quân Thương Châu hầu như đi theo Ngô Công Lĩnh hết. Nhưng dù sao phe địch người đông thế mạnh, Sử tân mậu không dám khinh địch, quyết định rằng có quan sát trước. Nhìn cách đối phương bài binh bố trận hoàn toàn gà mờ, Sử tân mậu tìm hiểu rõ tình huống rồi cười nhạt, đại quân lập tức tấn công. Sử tân mậu phái hai người ngựa đi vòng trái phải, dùng tên lửa tấn công đốt núi rừng. Lửa cháy ngút trời đốt người ngựa phản loạn mai phục trong rừng quỷ khóc sói chu. Đồ Minh Quảng muốn định dựa vào núi rừng yểm hộ ngăn cản đại quân địch tiến công, ai ngờ lửa đốt bên ta hỗn loạn chạy tứ tán, không ngăn lại được, chiêu này ngược lại tự làm dối phe ta. Chủ lực của sử tân mậu thừa dịp loạn mạnh mẽ tấn công một hơi công phá quan ải, đám ô hợp đã bối rối bị đánh tan ngay. Tu sĩ hai nước hàn tống bị ngô công lĩnh phái đến phối hợp cũng xui xẻo, bị ngô công lĩnh lợi dụng thảm, tử thương nhiều, đại quân rối loạn hết đường cứu vãn. Bị tu sĩ đối phương công kích bọn họ chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Đồ minh quảng không thể trốn, bị sử tân mậu bắt sống. Mấy chục vạn phản quân, không, gọi là loạn dân mới đúng, không có cả quân trang chính thức, mặc đủ loại quần áo, bọn họ buông vũ khí ngồi xổm dưới đất. Hàng vạn người bị đốt chết trong lửa, một số bị giết, số khác chạy tứ tán, còn lại khoảng 40 vạn người đều đầu hàng. Nhìn thoáng qua một mảnh lộn xộn, ai nấy biểu tình kinh hoàng, không biết số phận dành cho mình như thế nào. Sử tân mậu cưỡi trên con ngựa cao to đi tới đi lui tuần tra đám loạn dân, lòng nặng trĩu. Nên xử lý đám người này như thế nào là cả một vấn đề giết hết sử tân mậu không gánh nổi cái tiếng đổ sát thả hết lỡ chúng lại kêu gọi tụ tập thì sử tân mậu vẫn không gánh vác trách nhiệm nổi nếu nuôi thì tiêu hao bao nhiêu lương thảo chỉ riêng việc trông giữ đám người này là cục nợ rồi mấy chục vạn người này kéo chân người ngựa của sử tân mậu không tiếp tục truy kích nữa không thể đuổi bắt bộ đội của ngô công lĩnh sử tân mậu biết rõ những người này không thể so sánh với người ngựa bản bộ của ngô công lĩnh người thật sự của ngô công lĩnh đều là kinh nghiệm xa trường Sử Tân Mậu không thể phái số ít người đuổi bắt, đó là đẩy người ta đi chịu chết. Giờ Sử Tân Mậu mới phát hiện đã trúng gian kế của Ngô Công Lĩnh, những người này bị Ngô Công Lĩnh dùng để bám giữ đại quân truy kích. Kéo dài cỡ một ngày, đêm khuya vẫn sáng sủa vì lửa đốt rừng chưa tắt, đốt lan tràn ra xa. Sáng sớm hôm sau, bầu trời bị khói đốt núi che đậy, trong không khí tràn ngập mùi khét, mắt thường có thể thấy cho tàn bay lơ lửng như tuyết rơi. Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Thương Chiêu Tông nhận được tin dẫn kỵ binh chạy nhanh đến mấy chục vạn phản quân không thể luôn ngồi trồm hổm qua một đêm họ nằm la liệt dưới đất lúc này bị tiếng vó ngựa ầm ý đánh thức biết thương chiêu tông đến trưởng lão tổ an đức của linh kiếm sơn tránh mặt khi gặp lại thương chiêu tông biểu tình của sử tân mậu rất phức tạp năm xưa sử tân mậu ở dưới trướng ninh vương làm sao không biết thương chiêu tông được ngược lại rất quen thuộc nhìn mông sơn minh đã già nuôi nhiều đi theo quân bị ông nhìn một cái sử tân mậu thấy lòng hổ thẹn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào ông chậm rãi gục mặt xuống nhiều tướng lĩnh phục châu đều cúi đầu, sau cùng Sử Tân Mậu vẫn cứng ra đầu tiến lên bái kiến. Trùng thổ phỉ Đồ Minh Quảng bị áp tới, đám đầu mục đều bị ấn quỳ xuống, chỉ có gã cứng rắn chết sống không chịu quỳ. Đồ Minh Quảng giống to, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, 30 năm sau lại là một hảo hán. Chương 960, khách quý giá đáo một. Thương Chiêu Tông ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nói, đốt nhà giết người cướp của, gian nữ không chuyện ác nào không làm mà xứng tự xưng là hảo hán. Kéo xuống dưới lăng trì xử tử, các đầu mục giặc cướp khác cũng chặt đầu, đồ minh quảng quát to, thương chiêu tông, có dám đại chiến với gia gia. Đồ minh quảng chưa dứt lời đã bị mặt đao của trả mã đao đập vào miệng đánh bể răng, miệng mũi tuôn máu, hoa mắt, u ớ hết nói nhiều, gã bị kéo xuống. Đám đầu mục gào thê lương bị kéo đi, vương ra tha mạng, vương ra tha mạng, sau đó vang từng tiếng kêu rên, mùi vị lăng chỉ không dễ chịu. Thương Chiêu Tông quay đầu ra lệnh cho Sử Tân Mậu, bộ của ngươi lập tức truy kích tiếp đi. Sử Tân Mậu chắp tay lĩnh mệnh, lĩnh mệnh, Sử Tân Mậu mang theo bộ đội của mình nhanh chóng rời đi, giao mấy chục vạn tù binh cho Thương Chiêu Tông quản lý. Nửa ngày sau, mấy đường người ngựa bình định lục tục đuổi tới. Trừ bộ của Sử Tân Mậu ra Thương Chiêu Tông thêm hai bộ tiếp tục đuổi theo, những người khác họp bàn cách xử trí tù binh, ý kiến khác nhau. Điều họ lo lắng giống như Sử Tân Mậu, ý của Thương Chiêu Tông là đều là bách tính vô tội vì muốn sống, không truy cứu trách nhiệm thả đi hết. Nơi bị lửa chiến thổi quét đang cần người để phục hồi sức sống. Ca miểu thủy không đồng ý, đối với triều đình thì đây là loạn dân, lỡ bọn họ lại tạo phản thì sao? Nhưng kêu giết hết thì ca miểu thủy không dám đề nghị, không ai gánh nổi cái tiếng đổ sát mấy chục vạn loạn dân. Trong núi, một con kim xí xả xuống, quản phương nghi lấy thư ra đi hướng như hữu đạo yên lặng dưới cây. Quản phương nghi đến gần hôi lá thư, kêu lên, khỉ mặt đỏ gửi thư đến này nghiêu hữu đạo nhận thư xem bên trong ghi chữ chỉ có hắn và viên cương mới hiểu nghiêu hữu đạo xem kỹ nội dung rồi chậm rãi vào nát mắt lấp lóe ra chiều đâm chiêu quản phương nghi biết mỗi khi thấy mật thư có chữ này tất nhiên có chuyện quan trọng khẩn cấp quản phương nghi hỏi chuyện gì vậy hai tay nghiêu hữu đạo vịn kiếm cắm trước mặt khẽ thở dài giết thi thăng đã xảy ra chuyện tiêu dao cung muốn xuống tay với vương gia quản phương nghi lộ vẻ mặt nghi ngờ hỏi sao người biết tiêu dao cung muốn xuống tay với vương gia không lẽ người có tai mắt trong tiêu giao cung, như hữu đạo không dễ tiết lộ sự thật nguồn tin tức ra ngoài. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là tiêu giao cung có nắm chắc bình định tiếp theo có dùng vương gia hay không đều chẳng sao, nên muốn tính sổ với vương gia. Quản phương nghi đảo trong mắt nói, Nam Châu có mấy chục vạn người ngựa, tiêu giao cung dám sằng bậy. Như hữu đạo nói, không phải sằng bậy, bắt giặc thì bắt vua trước, chuẩn bị khống chế giải vương ra đi trước, bên kia muốn làm ta không kịp trở tay. Quản phương nghi khó hiểu hỏi, cho ngươi không kịp rút tay, như hữu đạo nói, ta không ở bên cạnh vương gia, luôn không lộ mặt khiến người không nhìn thấu. Long hưu cho rằng ta sẽ nghĩ cách ứng đối việc vương gia giết thi thăng, đúng là ta đang suy nghĩ cách. Vương gia ngang nhiên giết trưởng lão của tiêu giao cung làm tiêu giao cung mất hết mặt mũi, trưởng môn Long hưu không thể khoanh tay ngồi xem, nhưng sợ phiền phức đến trước mắt, chờ chuyện đã định mới ra tay thì sẽ bị ta ngăn cản nên dứt khoát ra tay vào lúc này. Chiều này cao minh, làm ta không kịp trở tay ta không ngờ vào then nhú bình định mà họ làm được chuyện đột nhiên đụng trận đổi soái biểu tình quản phương nghi quái dị diễu cợt nghe ý ngươi nói thì long hưu hơi kiêng kỵ ngươi đạo gia của chúng ta thật không khiêm tốn nghiêu hữu đạo biết nói sao đây thực lực hai bên không thể so sánh hắn không cho rằng long hưu có lý do gì sợ mình nhưng trong thư cao kiến thành nói như vậy long hưu bảo nghiêu hữu đạo là biến cố không thể đo lường nhất bên triều đình đồng ý thương vĩnh trung và tiêu giao cùng hợp tác Cao Kiến Thành đã làm rõ mưu đồ của họ nên đưa tin tức cẩn thận đến cho bên ta sớm chuẩn bị. Không thấy Nghiêu Hữu Đạo đáp lại, Quản Phương Nhi hỏi. Làm thế nào, Nghiêu Hữu Đạo ngẫm nghĩ nói. Bắt thương chiêu tông buộc ta lộ mặt, phỏng trừng tiếp theo là tìm ta giàn xếp bên Nam Châu, một khi Nam Châu không có gì khác lạ sẽ là giờ chết của vương gia. Quản Phương Nhi khẽ thở dài. Ai, vương gia này, may mắn người biết tin trước, mau thông báo vương gia thoát thân đi. Nghiêu Hữu Đạo đồng ý, ngay suy nghĩ đầu tiên hắn đã muốn làm vậy nhưng ngẫm lại nếu làm như thế thì cao kiến thành sẽ bị lộ vị trí của cao kiến thành bằng trăm vạn hùng bình, không thể dễ dàng xảy ra sơ xảy gì được hắn phải tìm cách bảo vệ không để chút điểm đáng ngờ nào rơi trên người cao kiến thành như hữu đạo ngẫm nghĩ một lúc hỏi bên kia còn đang tranh chấp việc mấy chục vạn tù binh quản phương nghi gật đầu nói tin bên công tôn bố nói vậy như hữu đạo gật đầu nói vừa lúc lấy cớ truyền tin cho vương gia, nói việc bình định tiếp tục để vương gia chủ trì, kêu mông sơn minh dẫn người vạn thiết kỵ rút về. Bảo vương gia nhanh chóng quyết định chuyện tù binh, do mông sơn minh chỉ huy 10 vạn thiết kỵ áp giải mấy chục vạn tù binh về nơi chiến loạn lúc trước giàn xếp, đa số người đại thiền sơn đi theo mông sơn minh rút lui. Nói với vương gia và mông soái đây là quyết định của vương gia, không thể để người khác biết đây là ý của ta. Quản phương nghi nghi ngờ hỏi, cái này, Bây giờ mà giảm lực lượng hộ vệ bên cạnh vương gia thì chẳng phải là càng dễ khiến vương gia gặp nạn sao. Như hữu đạo nói, chuyện hắn làm ra thì phải tự gánh vác phiêu lưu, không thể toàn do người khác gánh. Mấy năm nay hắn sống quá thuận lợi, nên chịu khổ chút. Phải điều mông sơn minh đi nếu không mông sơn minh sẽ không chịu ngồi xem hắn gặp nạn. Ta không muốn vị lão soái này ngã dưới loại âm mưu này, phải bảo đảm sự an toàn của mông sơn minh trước hết. Quản phương nghi không hiểu tại sao nghiêu hữu đạo làm như vậy, sốt ruột nói đạo gia hoàn toàn có thể để thương chiêu tông và mông sơn minh nhanh chóng rút lui ngay lúc này nghiêu hữu đạo quay đầu lạnh lẽo lườm một cái giọng nói không cho phép bàn lùi mau đi làm ngay quản phương nghi thở dài không hiểu nghiêu hữu đạo suy nghĩ cái gì nhưng biết hắn quyết định như vậy tất nhiên có nguyên nhân đành xoay người đi chấp hành quản phương nghi bắt con kim xí thả bay đi vòng về hỏi không thông báo cho hoàng liệt sao nghiêu hữu đạo nói bà yên tâm lực lượng chủ yếu rút lui, đối mặt tiêu giao cung làm khó dễ hoàng liệt sẽ không liều mạng vì vương gia mà sẽ ngoan ngoãn rút lui, không cần dặn dò. Dặn dò càng nhiều người càng dễ để lộ tin tức, nơi đại quân tập kết, một con kim xí xà xuống, không lâu sau công tôn bố vội vàng vào chủ trướng. Công tôn bố thấy thương chiêu tông đang cùng một đám tướng lĩnh thảo luận kế hoạch bình định bước tiếp theo nên đứng một bên chờ. Thương chiêu tông nhìn sang, công tôn bố nháy mắt ra hiệu. Thương chiêu tông thầm hiểu, biết là bên nghiêu hữu đạo có chỉ thị mới, nhanh chóng chấm dứt kế hoạch kêu mọi người đi công tôn bố dâng lên tin tức bên nghiêu hữu đạo thương chiêu tông đọc thư xong ra vẻ khó hiểu trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi gật đầu nói hồi âm rằng sẽ làm ngay công tôn bố chắp tay xoay người rời đi mông sơn minh ngồi trên xe lăn hỏi đạo gia có dặn dò gì sao thương chiêu tông lại gần đưa mật thư cho mông sơn minh mông sơn minh xem xong giật mình kêu lên lúc này mà kêu lực lượng bên cạnh vương ra rút lui Thương chiêu tông hơi do dự sau đó chậm rãi nói. Đạo gia sẽ không làm chuyện không lý do, lúc này làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân gì. Mông Sơn Minh cao mày, ông hiểu đạo lý đó nhưng cảm thấy làm như vậy dễ đẩy vương gia vào cảnh hiểm, mỗi tội không làm rõ được ý đồ của Ngưu Hữu đạo nên đành im lặng. Thương chiêu tông quay đầu quát, mời hoàng trưởng môn đến, lính truyền lệnh đứng bên ngoài lên tiếng, rõ, chốc lát sau hoàng liệt dẫn mấy trưởng lão bước nhanh đi tới. Trường 961, Khách Quý Giá Đáo 2 Hoàng liệt vào lều chắp tay cười nói, Vương gia có gì sai khiến? Thương chiêu tông gióng giạc nói, ta đã quyết ý sẽ áp những tù binh này đi trước sắp xếp. Thương chiêu tông nói ra kế hoạch, Hoàng liệt sướng sờ một chút rồi hỏi, người ngựa chúng ta đều hộ tống tù binh đi thì Vương gia làm sao? Thương chiêu tông trả lời, Hoàng trưởng môn yên tâm, ta sẽ không hại mình, ta đã có quyết định riêng. Sắp xếp bên trong song Thương chiêu tông hạ quân lệnh, mệnh lệnh này làm người khác rất ngạc nhiên không ngờ y vẫn quyết định đặc xá cho đám tù binh. Thương chiêu tông cứng rắn ra lệnh, các chư hầu khó nói cái gì. Chỉ có cam Miểu thủy phản đối mãnh liệt, cho rằng thương chiêu tông không nên tự quyết định về đám tù binh mà phải đợi triều đình sắp xếp. Nhưng cam Miểu thủy phản đối không được gì tại đây, đại quân nên chấp hành vẫn chấp hành, sẽ không làm theo ý kiến của y. Sau đó Mông Sơn Minh tự mình chỉ huy đại quân áp giải đám tù binh đi xa trong ánh mắt mọi người nhìn theo sau đó đám người hoàng liệt hộ vệ thương chiêu tông đi cùng đám người chỉ huy trung su hạo châu tô khải đồng chỉ huy đại quân tiếp tục đuổi theo truy kích tiêu diệt phản quân ngô công lính người ngựa dù sao mệt mỏi trên đường đại quân đi nhanh có lúc phải tạm nghỉ lấy sức một đám khách lặng lẽ đến ngoài doanh trướng tạm của thứ sử đồ châu an hiển triệu trưởng lão trầm ngộ hồng và một đám cao thủ tiêu giao cung âm thầm từ núi rừng một bên đến gần trưởng lão sư Nguyên Long của Linh Kiếm Sơn phụ trách tỏa chấn người ngựa đồ châu nghe tin đi ra, thấy Trầm Ngộ Hồng thì lấy làm lạ hỏi. Trầm huynh sao đến đây? An Hiển triệu ló mặt khỏi doanh trướng chào một tiếng, định rời đi, muốn tránh né chuyện của tu sĩ hai phái. Ai ngờ Trầm Ngộ Hồng giơ tay kêu lên, An Đại Nhân, xin dừng bước, đám người khó hiểu, An Hiển triệu nghi hoặc hỏi, Trầm trưởng lão có gì sai bảo? Trầm Ngộ Hồng chỉ quân trướng, bên ngoài nhiều người mắt tạp, có gì đi vào trong nói được không? An Hiển Triệu nhìn Sư Nguyên Long, Sư Nguyên Long nghi hoặc hỏi, rốt cuộc có chuyện gì hả Trầm huynh? Trầm Ngộ Hồng cười thò tay vào ống tay áo rút một trong hai phong thư ra đưa cho Sư Nguyên Long xem. Sư Nguyên Long mở thư ra thấy là trưởng môn mạnh tuyên của Linh Kiếm Sơn viết, trong thư dặn dò đủ thứ làm mặt ông biến sắc. Sư Nguyên Long vươn tay ra, quyết định thay cho An Hiển Triệu. Mời vào trong, những người không liên quan đều đi, người có liên quan thì vào lều, mảnh buông xuống. Sư Nguyên Long trầm giọng hỏi, các người định động thương chiêu tông. Thứ sử đồ châu An hiển triệu ở bên cạnh nghe hết hồn, giờ mới biết ý đồ của đám người này. Trầm ngộ hồng trầm giọng nói, Nguyên Long Huynh đã quên lệnh sư Huynh chết trong tay Ninh Vương sao? Sư Nguyên Long nhướng chân mày, chuyện đó đã qua từ lâu, các ngươi lôi ra nói với ta làm chi? Trầm ngộ hồng tiếp tục bảo, hiện giờ thương chiêu tông này không biết trời cao đất rộng bắt trước phụ thân hắn động đến trên đầu tiêu giao cung, thật là chán sống. Tiêu giao cung ta sao có thể để hắn cản rỡ? tưởng chúng ta không dám xử hắn sao? Sư Nguyên Long nhìn thư trong tay, Trầm Huynh muốn động thì ta không có ý kiến, nhưng Tép Hải nhắc nhở Huynh rằng hắn không dễ động, sơ sẩy một cái sẽ gây ra chuyện. Trầm Ngộ Hồng cười cười, quay đầu nói, Vương ra, đến lúc này rồi không cần che giấu nữa. Vương ra, mọi người nhìn theo, trong nhóm người tiêu giao cung đi cùng có một người giơ tay kéo mặt nạ xuống lộ ra mặt thật, là Đại Tư Mã Nước Yến Thương Vĩnh Trung. Thương Vĩnh Trung cười tủm tỉm chắp tay với mọi người thứ tội thứ tội, tình thế bất đắc dĩ, xin thứ lỗi. Sư Nguyên Long giật mình kêu lên, Đức Thân Vương, thứ sử đồ châu An hiển triệu giật nảy mình, chợt nhận ra không chỉ có tiêu giao cung, triều đình cũng muốn xuống tay với thương chiêu tông. Xét thấy quan hệ thượng hạ cấp trên danh nghĩa, An hiển triệu nhanh chóng tiến lên chào. Mà tướng tham kiến đại tư mã, thương vĩnh trung cười cười hai tay nâng An hiển triệu, vỗ nhẹ cánh tay ông nói. Ai, không cần đa lễ, không cần, An tướng quân, chúng ta vài năm không gặp mà phong thái của tướng quân còn hơn ngày xưa, ha ha. Thái độ của Thương Vĩnh Trung rất nồng nhiệt với An Hiển Triệu. An Hiển Triệu khách khí vài câu, hai người không chung đường, người ta tuy là đại tư mã nước Yến nhưng An Hiển Triệu ở dưới tay mà tự lập binh, có gì thân thiết mà nồng nhiệt. Trầm Ngộ Hồng nói, vương ra, giờ nàng lúc khách khí, có chuyện gì thì nói ra đi. Thương Vĩnh Trung gật đầu, tốt, tốt, tốt. Thương Vĩnh Trung quét mắt bốn phía, nhìn bản đồ treo lơ lửng, chậm rãi bước tới gần giơ ngón tay giả soát bản đồ, nói. Cách nơi này khoảng na ưng ươi dặm có một sơn mạch hẹp dài, chờ 10 vạn thiết kỵ của thương chiêu tông đi vào có thể lệnh cao thủ đánh sập hai đầu sơn mạch, 10 vạn kỵ binh không thể thi triển tung hoành ở chỗ này, thành cá trong chậu, có thể một hơi tiêu diệt, nhẹ nhàng bất việc, không tốn nhiều công sức. Thương Vĩnh Trung quay đầu cười nói với mọi người, đương nhiên việc này còn cần người ngựa của an tướng quân phối hợp. Phối hợp, phối hợp tiêu diệt 10 vạn thiết kỵ của thương chiêu tông. An Hiển Triệu làm biểu tình câm nín, chậm rãi quay đầu nhìn Sư Nguyên Long như muốn hỏi cảm giác vị này đang nói giỡn. Sư Nguyên Long gãi mùi, nhìn Trầm Ngộ Hồng lại ngó thương Vĩnh Trung. Trầm Ngộ Hồng tiếp lời, các ngươi yên tâm, Tô Khải Đồng vốn là người của tiêu giao cung cha, Sư Huynh Thi Thăng đã đi, ta đại biểu tiêu giao cung đến tiếp quản, người ngựa hạo chân sẽ phối hợp, hai bên bắt tay nội ứng ngoại hợp, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cắt đứt vuốt cọp của thương chiêu tông không khó có thể làm Nam Châu đại thương nguyên khí, càng tiện thu về, ngoài ra. Trầm ngộ hồng chỉ sư Nguyên Long, Nguyên Long huynh, bên đại thiền sơn còn cần huynh ứng đối, trước khi hành động hãy nghĩ cách dụ hoàng liệt đi một bên. Chỉ cần khống chế hoàng liệt thì đám người đại thiền sơn ném chuột sợ vỡ đồ không dám động đậy, sau đó khống chế thương chiêu tông rất đơn giản. Có thương chiêu tông trong tay người ngựa Nam Châu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuyện còn lại thì tiêu giao cung ta sẽ giải quyết. Biểu tình sư Nguyên Long quái dị hỏi. Trầm Huynh chưa biết 10 vạn thiết kỵ của Thương Chiêu Tông đã đi rồi sao? Trầm Ngộ Hồng kinh ngạc hỏi, đi rồi, là sao? Thương Vĩnh Trung mới chỉ điểm thượng sách tiêu diệt cũng sướng sờ. Sư Nguyên Long hô tay làm động tác đi buồn cười. Sao gì, đi tức là đi, Trầm Huynh không đến mức không nghe hiểu ta nói gì chứ. Trầm Ngộ Hồng trầm giọng nói, Nguyên Long Huynh, trò đùa này không buồn cười chút nào, đang yên lành tại sao đi rồi. Sư Nguyên Long hỏi ngược lại, chắc ca miểu thủy đã báo vấn đề xử trí mấy chục vạn tù binh lên triều đình rồi đi. Trầm huynh không biết, trầm ngộ hồng vẫn không hiểu, ta có nghe nói, sử tân mậu một hơi công phá quan ải, bắt gần 40 vạn tù binh, xử trí tù binh thế nào là việc rắc rối, bên triều đình do dự khó quyết định. Nhưng việc này liên quan gì đến 10 vạn thiết kỵ? Sư Nguyên Long nói, thương chiêu tông vẫn khăng khăng giữ ý kiến cưỡng ép ra lệnh áp giải đi rồi. 40 vạn tù binh, sơ sẩy là thành tai họa, sao có thể chỉ để chút người áp giải. Thương chiêu tông khiến người vạn thiết kỵ của mình áp giải, mông sơn minh tự mình giám sát chỉ huy. Sư Nguyên Long nhìn hướng thương vĩnh trung xoe tròn mắt, nói. Cho nên đại kế tiêu diệt của vương gia không dùng được. Hầu kết trầm ngộ hồng dung dung hỏi, đi khi nào, sư Nguyên Long trả lời, đi được nửa ngày rồi, bọn họ đi hướng Tây, bình định đại quân đi phía Đông, hai bên đi ngược hướng, cách nửa ngày chắc đã xa nhau nhiều. Người ta sẽ không trở về chui vào khe núi mà các người nói." Thương Vĩnh Trung ngây người lầm bẩm, "Tại sao lại vậy?" Biểu tình Thương Vĩnh Trung hụt hẫng thẫn thờ. Đây là kế sách mà Thương Vĩnh Trung nhìn bản đồ suy tư đã lâu mới nghĩ ra, tốn nhiều tâm huyết, nhưng bây giờ uổng công, không có chút cơ hội thực hành. Chương 962: Cố ý đổ tội. Bên họ muốn trừ bỏ 10 vạn thiết kỵ then chốt nằm ở anh Dương võ liệt vệ, đó là đại sát khí của người ngựa Nam Châu. Không có anh Dương Võ Liệt vệ thì Nam Châu không tạo uy hiếp lớn như vậy. Không ngờ Mông Sơn Minh cũng đi, muốn xử anh Dương Võ Liệt vệ rất nhiên bao gồm cả Mông Sơn Minh, đó là phụ tá đắc lực của Thương Chiêu Tông. Xem tình huống trước mắt tuy không dám giết Thương Chiêu Tông ngay nhưng phải thừa dịp trừ khử Mông Sơn Minh, anh Dương Võ Liệt vệ. Ai ngờ hai miếng thịt muốn ăn nhất đều bay đi, thực lực của Nam Châu không bị hao tổn chút gì, có thể tưởng tượng hậu quả, một khi giết Thương Chiêu Tông thì Nam Châu làm loạn tạo uy hiếp hơn Sa Ngô Công Lĩnh. Thương Vĩnh Trung hối hận gắt giọng, đồ ngu sử tân mậu đó nên trực tiếp đổ 40 vạn tù binh mới đúng, làm hỏng việc lớn của ta. Sư Nguyên Long trợn trắng mắt, vị này đứng nói chuyện không đau lưng, giết 40 vạn người hơn nữa là dân đói bị lửa chiến bước ép, ai dám dễ dàng tự quyết định. Sợ là Thương Kiến Hùng cũng không dám công khai hạ ý chỉ như vậy, có làm cũng sẽ làm lén. Trầm Ngộ Hồng đang thẫn thờ nghe Thương Vĩnh Trung hối hận lẩm bẩm thì bừng tỉnh, vội hỏi. Nguyên Long Huynh, Thương Chiêu Tông đâu? Sư Nguyên Long nói, hắn à, hắn thì còn ở. a à, nhiều người của Đại Thiền Sơn cũng đi theo áp giải đám tù binh, chỉ có số ít nhóm hoàng liệt ở lại. Các người muốn động thương chiêu tông thì bây giờ dễ dàng, không cần tốn đầu óc suy nghĩ rắc rối, bên cạnh hắn đang không có lực lượng hộ vệ gì, các người trực tiếp bắt là được. Còn bên ta, Sư Nguyên Long nghe răng cười, cũng bớt phiền phức, không phải đùa. Sư Nguyên Long thật sự cảm thấy bớt phiền phức nhiều, nếu thật sự đánh với 10 vạn thiết kỵ thì tuy kế hoạch tốt nhưng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là người ngựa đồ châu bên sư Nguyên Long sẽ mất mắt lớn. Trầm ngộ hồng thở phào, chỉ cần hắn còn ở thì tốt rồi, còn tưởng rằng thương chiêu tông cũng đi rồi, lần này vốn kiếm y tính sổ, trầm ngộ hồng có thể đại biểu tiêu giao cung đến đây cũng đã trải qua một phen cạnh tranh, bắt thương chiêu tông lấy cớ báo thủ lập công tiếp nhận thế lực của thi thăng trong hạo châu. Nếu để thương chiêu tông chạy thì trầm ngộ hồng khó nuốt trôi thế lực hạo châu, muốn được lợi mà không bỏ công, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, làm gì cũng phải bỏ sức ra. Trầm ngộ hồng trấn an thương vĩnh trung, vương gia yên tâm, mi ế có thương chiêu tông trong tay thì chúng ta sẽ tìm cách buộc nghiêu hữu đạo ra mặt ổn định cục diện bên Nam Châu. Thương vĩnh trung lặng im vật dầu, chuyện kế tiếp dễ làm, nhưng không phải sư nguyên long nói cái gì thì tin cái đó, cần xác nhận tình huống trước đã. Hiện giờ bên này tụ tập Bô Tô Khải Đồng ở Hạo Châu, Bộ An Hiển Triệu ở Đồ Châu. Trầm Ngộ Hồng sai người mời Tô Khải Đồng và trưởng môn ba phái tỏa trấn Hạo Châu đến, bí mật mời cả Cam Miểu Thủy. Mấy phe chạm mặt, xác nhận tình huống, đúng như Cam Miểu Thủy nói 10 vạn thiết kỵ đã đi. Cam Miểu Thủy đã báo điều này lên triều đình nhưng tin tức còn đang trên đường thì nhóm Trầm Ngộ Hồng đã đến, nên không cập nhật tình huống kịp lúc. Đám người Trầm Ngộ Hồng đi chuyến này là trong bí mật, không dám để nhiều người biết tin chán Châu đánh rắn động cỏ. Thương Vĩnh Trung lấy ý chỉ của Thương Kiến Hùng ra cho Cam Miểu Thủy xem, y xem kỹ hiểu ý của triều đình, hai tay đưa trả lại. Chạm mặt bàn bạc bà ổn thỏa, được thế lực đồ châu, hạo châu hỗ trợ thì sự việc không thành vấn đề. Đoàn người trầm ngộ hồng công khai lộ mặt, trèo qua một ngọn núi đi hướng lều lớn của thương chiêu tông. Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu đi cùng thỉnh thoảng nhìn nhau, trong lòng cay đắng vô cùng. Hai người không muốn tham dự vào việc bắt nhi tử của Ninh Vương, không muốn thương chiêu tông rơi vào kết cục thế này. Nhưng việc đến hiện giờ không thể theo ý họ, tu sĩ đi cùng sợ xảy ra ngoài ý muốn nên theo dõi Tô Khải Đồng, an hiển Triệu chặt chẽ. Trong chướng, Thương Chiêu Tông ở sau bàn ngước đầu lên hỏi, tại sao người còn chưa đến? Thương Chiêu Tông nghĩ tới chút chuyện nên sai người đi kêu Tô Khải Đồng, an hiển Triệu nhưng mãi không thấy người đến, lúc này quát với binh truyền lệnh. Lại đi thúc giục, rõ, binh truyền lệnh rời đi không lâu sau lại lùi về, khẩn cấp nhắc nhở. Vương ra, Thương Chiêu Tông đang ở trong chướng xem bản đồ lại ngước đầu lên, thấy đám người xuất hiện ngoài chướng. Người đứng giữa rất quen mặt, y thấy từ nhỏ là đường thúc của y, đức thân vương thương vĩnh trung, cũng là đại tư mã nước yến tiếp nhận quyền vị của phụ thân y. Hai bên vương thúc của y là một đám tu sĩ cùng nhìn chằm chằm y ở trong lều. Phượng Nhược Nam đứng một bên không hiểu ra sao, nàng nhìn ngoài lều lại xem trượng phu. Thương Vĩnh Trung đặt hai tay trước cung cười tủm tỉm nói. Triều Tông, nhiều năm không gặp, thế nào? Gặp thúc thúc mà ngươi không biết lễ độ là gì sao? quai hàm thương chiêu tông cứng nhắc chậm rãi vòng ra cái bàn sải bước đi ra doanh trướng mắt hổ lạnh lùng nhìn bốn phía nơi này đã bị đại quân lặng lẽ bao vây một đám thân vệ của thương chiêu tông nhanh chóng chạy lại bảo vệ quanh y cảnh giác giòm chừng xung quanh đám nhân viên đại thiền sơn nhóm hoàng liệt chạy nhanh lại trầm ngộ hồng quát to hoàng liệt nơi này không có việc của ngươi đừng tự chuốc khổ nếu thật sự chán sống thì cứ thử xem chân hoàng liệt khựng lại nhìn từ phía, cơ mặt hơi co giật sau đó giơ tay ra hiệu. Một đám người đại thiền sơn, viên cương ở một bên, xem náo nhiệt. Thương Vĩnh Trung ngừng cười, nhìn thương chiêu tông, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên quen thói chạy rông bên ngoài, không hiểu quy củ tôn ti người lớn trẻ nhỏ, ta thấy buồn cho vương huynh kiến bá. Thương Vĩnh Trung chậm rãi quay sang một bên nói, ca công công, tuyên chỉ đi, ca miểu thủy rút thánh chỉ từ ống tay áo ra, mở ra trước mặt mọi người, dưỡng giặc tuyên đọc hoàng đế bệ hạ nước đại yên hạ chỉ dụ thứ sử thương chiêu tông của nam châu làm quận vương làm uổng hoàng ân lòng riêng ích kỳ từ tiện tấn công định châu đốt nhà giết người cướp của gây họa bách tính làm dân oán rồi sau đó cướp thương châu phản loạn cả nước trên dưới bình định nhưng thương chiêu tông làm ngược lại lấy quân lương bình định của triều đình làm chiến sự liên tục bị thua thành quốc tặc giờ đã tra rõ bằng chứng lập tức miễn chức bình định đại tướng quân áp vào kinh thành chờ chém đại tư mã thương vĩnh trung tiếp quản tất cả công việc bình định Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người buồn bã, phát hiện nếu thật sự tính sổ, thành lập tội danh thì đều là tội nặng không tha. Đối mặt tình huống này Hoàng Liệt cũng bó tay, thầm thồn thức yên lành đi giết thi thăng làm chi, ba đại phái dễ chọc vậy sao? Ca miều thủy cất thành chỉ bình tĩnh nói, dung bình quận vương, tiếp chỉ đi, tiếp chỉ, ha ha, ha 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 ha, thương chiêu tông ngửa đầu cười lớn như nghe lời buồn cười nhất trần đời, cười xong căm hờn lắc đầu nói. Ta bỏ mạng chịu chết bình định vì đại yên, không tiếc đắc tội ba đại phái, không ngờ đổi lấy cố ý buộc tội. Ta chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng cứ tiếp tục thế này thì diệt một ngô công lĩnh không lo không có ngô công lĩnh thứ hai, đại yên thương thì ta có ngày nào yên bình. Ca miều thủy không quan tâm, giờ thánh chỉ hướng thương vĩnh trung. Thương vĩnh trung lập tức khom người, giờ hai tay đón. Thân, tiếp chỉ, ý chỉ vào tay, thương vĩnh trung thẳng sống lưng, lấy thân phận đại tư mã nước yến vung tay ra lệnh. Bắt lấy hai bên vừa có người lao ra thì sợi một tiếng, Phượng Nhược Nam rút kiếm khỏi vỏ che trước mặt thương chiêu tông, lạnh lùng nói. Ai dám, ý chỉ hoàng đế cho chết gì Phượng Nhược Nam không quan tâm, lúc nàng còn ở quận Quảng Nghĩa đã dẫn binh chống lại triều đình. Một đám thân vệ cầm vũ khi tiến lên chặt chẽ bảo vệ hai phu thê, bộ dạng sẵn sàng liều mạng, không chút sợ hãi. Thấy bên này định kháng chỉ chống cự, người bên kia lao ra do dự ngoái đầu nhìn, chờ xem ý của đám người thương vĩnh chung có phải muốn cứng rắn bắt người không chương 963, hôm nay ai dám vọng động là không nể mặt đạo ra. Thương Vĩnh Trung nhếch mép cười nhà châm chọc, dường như chào phúng đám người này châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình, đến lúc này rồi chống cự có ý nghĩa gì. Thương Chiêu Tông quay đầu nhìn phản ứng của đám người Đại Thiền Sơn, biểu tình không vui không buồn. Thương Chiêu Tông trầm giọng quát, lùi xuống, ánh mắt hoàng liệt giao nhau với Thương Chiêu Tông sau đó trột dạ né tránh, lòng rất hổ thẹn. Trong lòng Hoàng Liệt cũng có khí anh hùng nhưng không thể hành động theo cảm tình, không thể biết rõ đối phương người đông thế mạnh, thực lực cách biệt xa mà còn để người đại thiền sơn chịu chết. Phượng Nhược Nam và đám thân vệ quay đầu kêu lên, vương ra, bọn họ mà lùi xuống chẳng phải là khiến vương ra bó tay chịu trói. Thương Vĩnh Trung đang định ra lệnh bắt nhưng nghe Thương Chiêu Tông nói thì nuốt lời muốn nói xuống bụng, chờ đợi. Bên trên muốn bắt sống, Thương Vĩnh Trung cũng không muốn Thương Chiêu Tông bị gì dẫn đến ngoài ý muốn. Ánh mắt Thương Chiêu Tông và Phượng Nhược Nam giao nhau, mắt y chất chứa phức tạp, tay chậm rãi bắt lấy cổ tay nàng ấn kiếm trong tay nàng xuống. Nhược Nam, mấy năm nay, ta có lỗi với nàng, nghe câu đó vành mắt Phượng Nhược Nam đỏ hoe, cứng nhắc lắc đầu nói. Giờ nói mấy lời này không có ý nghĩa, triều đình có ý xấu, chúng ta quyết không thể lùi. Thương chiêu tông ấn chặt cổ tay Phượng Nhược Nam không cho nàng nâng kiếm lên, nói nhỏ vào tai nàng. Ta sẽ không bị gì, lát nữa nàng hãy rời khỏi đây ngay, mặc kệ ta, đi hội hợp với mông Soái biết không. Việc đến hiện giờ, những điểm khó hiểu lúc trước nay thương chiêu tông hơi hiểu ra. Ban đầu nghiêu hữu đạo tự dưng ra lệnh rút làm thương chiêu tông thắc mắc, không rõ vì sao. Giờ triều đình đột nhiên phái người bắt y, liên tưởng sơ sẽ phát hiện lệnh rút của nghiêu hữu đạo 89 phần 10 liên quan việc này. Chắc trước đó đạo gia đã nhận ra cái gì, không thì khó giải thích tại sao trùng hợp như vậy. Nhưng làm thương chiêu tông khó hiểu là nếu đã nhận ra cái gì tại sao không kêu y tránh nạn mà để y gần như một mình phạm hiểm. Thương chiêu tông không nghĩ ra, nhưng dần thói quen phong cách làm việc của ngưu hữu đạo không đến phút cuối sẽ không cho thấy sự thật thương chiêu tông có suy nghĩ theo chiều hướng bi quan nhưng giờ phút này y không còn đường lựa chọn phượng nhược nam kích động nói không được thương chiêu tông mặc kệ nàng ra lệnh cho mọi người tất cả nghe lệnh đều lùi xuống một đám thân vệ hai mặt nhìn nhau rất là do dự sau cùng vì quân lệnh như núi họ đành từ từ lùi lại thương chiêu tông lớn tiếng nói với phía đối diện vương thúc sự không liên quan đến họ hãy tha cho bọn họ ta đi với các người mà thương vĩnh trung lộ vẻ nghiền ngấm mới rồi ông luôn nhìn chầm chầm hai phu thê thì thầm không biết hai người nói gì giờ phút này vì cầu ổn thỏa thương vĩnh trung cười khẩy nói bắt hết cho ta trừ thương chiêu tông ra những người khác nếu ai dám chống cự thì giết tại chỗ tuân lệnh một đám người định xông lên thương chiêu tông đang tính nổi giận chợt một bóng người đáp xuống đất trận trước mặt họ giơ tay quát ngăn đám người xông lên chậm đã đám người mới nhấc chân lập tức dừng bước nhìn lại. Thương Vĩnh Trung thấy đối phương là tu sĩ, nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Ca miều thủy ở bên cạnh nhắc nhở. Thuộc hạ thân tín của Ngưu Hữu Đạo, trưởng môn công tôn bố của Ngũ Lương Sơn. Công tôn bố nói, thánh chỉ không nói là bắt phương phi. Thương Vĩnh Trung nói, ý chỉ của triều đình không đến lượt ngươi chỉ điểm, chuyện không liên quan ngươi, tránh ra. Công tôn bố không chút e sợ, bình tĩnh nói. Lần này xuất trinh bình định, vương phi theo quân vì đạo gia tự mình chỉ ra, trước khi ta lên đường đạo gia không dặn gì khác nhưng đặc biệt dặn dò về Vương Phi, dặn ta phải bảo vệ Vương Phi cho tốt. Thánh chỉ không nói bắt Vương Phi, nếu ta để các ngươi khi không bắt Vương Phi đi thì không cách nào ăn nói với đạo gia, nên ta phải mang Vương Phi đi. Không phải công tôn bố đột nhiên nổi hứng nhảy ra mạo hiểm mà đã được Nghiêu Hữu Đạo dặn dò, không thể không ra mặt. Nghiêu Hữu Đạo không để công tôn bố, Phượng Nhược Nam, Hoàng Liệt rút lui là vì có nỗi khổ, nếu mọi người đi hết thì mục tiêu quá rõ ràng công tôn bố nói xong xoay người nói với phượng nhược nam vương phi hãy đi theo ta thương chiêu tông nhanh tay giật lấy kiếm trong tay phượng nhược nam đẩy nàng một cái đi mau phượng nhược nam vừa lo vừa sốt ruột vương ra sao nàng có thể bỏ lại trượng phu một mình chạy trốn vào lúc này được tình thế nguy cấp công tôn bố không rảnh lo đến nam nữ khác biệt chộp cánh tay phượng nhược nam định kéo đi công tôn bố dù sao là tu sĩ phượng nhược nam không thể dẫy ra thương vĩnh trung tức giận chưa được ông đồng ý mà dám mang người đi ngay trước mặt ông, xem ông là gì. Thương Vĩnh Trung quát, to gan, không ai được đi, bắt hết cho ta. Xoẹt, công tôn bố đẩy Phượng Nhược Nam ra sau, rút kiếm nhìn quanh, lớn tiếng cảnh cáo. Người của nhà tranh Sơn Trang, ai dám vọng động thử xem. Trầm Ngộ Hồng cười khẩy nói, người của nhà tranh Sơn Trang, trước mặt chúng ta khi nào đến lượt người của nhà tranh Sơn Trang dương oai. Công tôn bố lạnh nhạt nói, ta nhắc nhở một câu, người đạo gia điểm danh muốn bảo vệ hôm nay ai dám vọng động tức là không nể mặt đạo gia. Chọc giận đạo gia thì chờ lúc sau đừng trách đạo gia cũng không nể tình. Đạo gia tức giận thì không thèm để ý triều đình nước yến, thánh chỉ chó chết gì vào mắt, làm lớn chuyện không dàn xếp được cũng đừng trách ta không khuyên các vị. Đây là công khai uy hiếp, nếu là công tôn bố trước kia sẽ không mạnh dạn nói lời như thế, nhưng từ khi theo nghiêu hữu đạo thì khác, nhà tranh Sơn Trang không phải chưa thấy đại nhân vật, trưởng lão cỡ như trầm ngộ hồng thì nhà tranh sơn trang đã thấy rất nhiều, một trầm ngộ hồng không đủ hù sợ công tôn bố. Quan trọng là sau lưng công tôn bố ẩn giấu phiêu miểu các, đây là lý do nghiêu hữu đạo nhờ công tôn bố vào phút then chốt bảo vệ phượng nhược nam, biết công tôn bố có tự tin cứng rắn chống đối. Có một số cái khổ nam nhân chịu được nhưng nữ nhân thì không thể, rơi vào tay đám nam nhân, bị thẩm vấn hành lên hành xuống dễ mất trong sạch, nên nghiêu hữu đạo kêu công tôn bố vào phút then chốt mạo hiểm ra mặt bảo vệ phượng nhược nam dừng tay lùi xuống một đám người xông lên bắt thương chiêu tông đám thân vệ tức giận định đấu tranh nhưng bị y quát ngăn thương chiêu tông biết thuộc hạ chống cự là chịu chết uổng làm vậy không thay đổi được gì không có ý nghĩa gì thương chiêu tông bị cứng rắn trói lại trước mắt bao người phượng nhược nam bi thương căm hờn hét lên vương ra công tôn bố quay đầu nhìn thương chiêu tông bị bắt rồi cứng rắn kéo phượng nhược nam đến trước mặt hoàng liệt trầm giọng nói hoàng trưởng môn có tòa kỵ phi cầm lập tức đưa vương phi đi hội hợp với mông soái hôm nay hoàng liệt rất lo lắng đối diện công tôn bố mà mình thấy hụt hơi một trưởng môn ngũ lương sơn tầm thường đã lòng can đảm đến vậy cứu phượng nhược nam ra khỏi miệng cọp còn phượng nhược nam của hoàng liệt thì quá uất ức hoàng liệt rụt rè liên tục gật đầu phất tay ra hiệu người bên dưới nhanh chóng hộ tống phượng nhược nam rời đi vài tên cao thủ của đại thiền sơn lập tức che chở phượng nhược nam rút lui lát sau một con chim to chở phượng nhược nam gào khóc bay đi nhanh trước khi chia tay công tôn bố quay đầu nhìn thương chiêu tông bị bắt hơi bất đắc dĩ bằng vào sức chấn nhiếp của đạo gia cứu phượng nhược nam đã không dễ muốn mang thương chiêu tông ra khỏi tay đối phương là không thể nào đối phương chịu thả vương phi vì nàng không quá quan trọng thương chiêu tông thì khác ngay sau đó công tôn bố và đám người đại thiền sơn nhanh chóng bay ra khỏi đại quân hợp vây thoáng chốc khuất xa đại quân không nhận được quân lệnh ngăn cản nên đành trơ mắt nhìn đám người rời đi nhìn theo đám người kiêu ngạo đi xa quai hàm thương vĩnh trung căng cứng suýt nghiến bể răng, cảm thấy nhục nhã như bị tát trước công chúng. chương 964, chọc giật một, ca miều thủy thả cánh tay thương vĩnh trung ra, mới rồi y ngăn cản ông hạ lệnh. Công tôn bố đã nói rõ thẳng mặt nếu bên mình còn cứng rắn giam người là đánh mặt nghiêu hữu đạo, tên kia không lương thiện gì, dám chặn cả quân lương của triều đình, tưởng hắn không dám làm chuyện quá đáng hơn sao. Ca miều thủy thả tay ra lại nhắc nhở thương vĩnh trung. Vương gia, 10 vạn thiết kỵ, 40 vạn loạn dân, Nam Châu có nóc 40 vạn đại quân đều nằm trong tay Nhiêu Hữu Đạo, có thể trong khoảnh khắc khiến thế cục không thể cứu vãn lại. Chúng ta đánh bất ngờ bắt dung bình quận vương đã làm hắn mất mặt. Thương Vĩnh Trung hiểu điều đó, nếu không ông đã chẳng nhịn. Trầm Ngộ Hồng cũng cảm giác bị tắt mặt, bị công tôn bố uy hiếp ông thật sự không dám lỗ mãng làm việc, chờ mắt nhìn người bị mang đi. Dù sao xong chuyện để bình ổn Nam Châu còn cần nhờ và Nhiêu Hữu Đạo. Đám thân vệ của Thương Chiêu Tông bị người xông lên tước vũ khí, bị giải đi phương xa có mấy con chim to lao xuống đất thương chiêu tông bị trói á pd hiển nhiên muốn dùng chim to lập tức đưa y đi kinh thành càng kéo dài sợ xảy ra ngoài ý muốn bị chuyện vừa rồi làm mất mặt đám người thương vĩnh trung không tâm tình thưởng thức chiến quả trước mắt ai nấy mặt không biểu tình khi đi ngang qua thương chiêu tông chợt vùng vẫy không chịu đi thương vĩnh trung thấy có xô đẩy ông giơ tay ngăn sĩ tốt ngừng đẩy người thản nhiên hỏi chiêu tông có gì muốn nói thương chiêu tông nói ta không có lời nào để nói với kẻ ngồi không ăn bám như ngươi. Thương Chiêu Tông nhìn hướng Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu. Hai người trơ mắt nhìn nhi tử của Ninh Vương bị bắt trước mặt mình, thấy hơi xấu hổ. Một số tướng lĩnh sau lưng Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu từng là bộ hạ cũ của Ninh Vương, bọn họ buồn bã gục mặt xuống không dám nhìn Thương Chiêu Tông. Thương Chiêu Tông nhìn hai người, cầu xin, cả đời phụ vương ta dốc hết tâm huyết vì đại yên bình ổn, ta chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng phụ vương ta đối xử không bạc với các người, chỉ cầu các người nghĩ tình tâm huyết khi phụ vương còn sống mà chung sức đồng lòng nhanh chóng bình định phản loạn. Tô Khải Đồng, An Hiển Triệu chậm rãi chắp tay tiến đưa, mím chặt môi không nói chuyện. Các tướng sau lưng hai người lục tục chắp tay, có người giỏ hốc mắt. Thương Vĩnh Trung vụt ngoái đầu nhìn, thấy các tướng chắp tay lặng lẽ đưa tiến thì nét mặt xa sầm, phất tay quát. Mang đi, thương chiêu tông bị giải đi, rất nhanh mấy con chim to bay lên đưa y hướng tới kinh thành. Quản phương nghi khẽ thở dài, đạo ra, đúng như người đoán, quả nhiên đại thiền sơn ngồi xem. Công tôn bố thành công cứu vương phi ra kêu hoàng liệt đưa đi hội hợp với mông soái Vương ra, đã bị bắt, đám vệ đội thân binh dưới hắn hắn gồm trăm người đều bị giam giữ, chết sống khó đoán. Nghiêu hữu đạo chống kiếm đứng dưới gốc cây mặt không biểu tình, từ từ khép mắt. Hiện giờ nghiêu hữu đạo chỉ có thể làm bấy nhiêu, hắn không có cách nào quan tâm sống chết của trăm thân vệ, có thể nói là phải có nhân tố hy sinh trước chuyện như vậy. Có nhiều chuyện đời trước nghiêu hữu đạo không ngờ tới, hắn không ngờ một quyết định tùy tiện của mình có thể liên quan đến sự sống chết của nhiều người không nghe nghiêu hữu đạo nói gì quản phương nghi không kiềm được hỏi thật ra có thể né tránh tại sao trước đó đạo gia không để nhóm vương ra thoát hiểm nghiêu hữu đạo biết trả lời thế nào quan hệ với cao kiến thành là tuyệt mật không thể tiết lộ thêm với ai thân phận địa vị của cao kiến thành quá quan trọng nếu không nhờ cao kiến thành mật báo trước tiên thì hậu quả đã không tưởng tượng nổi tuyệt đối không thể để cao kiến thành dính phải điểm đáng ngờ nào như hữu đạo có thể nói cho người khác hắn vì giữ cái tuyến bên cao kiến thành mà hy sinh thương chiêu tông sao. Vì vậy đạo gia nói câu không liên quan, từ giờ trở đi cắt đứt liên lạc với ba đại phái, bên mông soái cần bà tự đi một chuyến. Hoàng hôn chiếu xuống, 10 vạn thiết kỵ áp giải chứ 40 vạn loạn dân rầm rộ tiến lên, đi hướng ngọn núi dưới mặt trời. Một số nạn dân tạm thời làm nhiệm vụ khổ sai đẩy xe lương theo đội. Nhiều người dù sao cần ăn uống, sao có thể không mang theo lương thực một chiếc xe ngựa chạy giữa đại quân hộ vệ, mảnh xe vén lên, mông sơn minh ngồi trong thùng xe đón ánh chiều tà vàng rực, chân mày dính chặt vào nhau không giãn ra. Mông sơn minh vẫn không nghĩ ra quyết định của Ngưu Hữu Đạo là vì sao. Cạnh xe ngựa có tòa kỵ lắp yên ngựa đặc biệt của ông. Một con hắc ngọc điêu từ chân trời lao xuống kinh động tu sĩ Đại Thiền Sơn theo đội hộ vệ. Hắc ngọc điêu bay một vòng tầm thấp, trưởng môn hoàng liệt của Đại Thiền Sơn ngồi trên lưng chim khoe mặt tránh cho bị đồng môn hiểu lầm, sau đó chụp cánh tay Phượng Nhược Nam nhảy xuống đội ngũ rầm rộ ngừng lại, mông sơn minh ở trong xe ngựa thò đầu ra cửa sổ. Phượng Nhược Nam khóc đỏ mắt lảo đảo lao vào đám hộ vệ, bám chặt cửa sổ nước nở nói. Mông soái xin hãy cứu vương ra, mau cứu vương ra. Nghe vương ra xảy ra chuyện các tướng lĩnh xù lông, trợn to mắt. Mông sơn minh hít thở dồn dập ngón tay vịn cửa sổ xe siết chặt, trầm giọng hỏi. Vương Phi nói từ trừ, xảy ra chuyện gì? Phượng Nhược Nam nghẹn ngào kể lại tình huống lúc đó. Người của triều đình đến, đại tư mã thương vĩnh trung mang theo thánh chỉ tới đầu óc mông sơn minh ù đặc tái mặt có tướng lĩnh giống to cầu tặc ca tướng lĩnh đứng nghe đều giận điên lên có tướng lĩnh chắp tay ôm quyền nói mông soái hãy để mà tướng lĩnh anh dương võ liệt vệ đi cứu người dám không giao người thì mà tướng sẽ san bằng bình định đại quân mông sơn minh phất lờ tướng lĩnh mắt nhìn chằm chằm hoàng liệt đi gần đập cửa sổ xe tức giận quát hoàng trưởng môn thấy vương gia gặp nạn tại sao không cứu Nói đến đây Hoàng Liệt rất lúng túng, giải thích nói: "Mông Soái đừng nóng, thật tình là vì tình thế bất đắc dĩ, đối phương cố ý làm khó, người đông thế mạnh, đại quân Nam Châu thì tới bên này, người Đại Thiền Sơn hầu như đi theo. Bằng vào nhóm chúng ta ở lại không cứu được vương gia, nếu đánh nhau sợ là vương phi cũng không thể thoát thân." Mông Sơn Minh đang chờ câu đó của Hoàng Liệt, nói vậy là không phải Đại Thiền Sơn sợ phiền phức, hiện giờ đông đủ người rồi, chắc Đại Thiền Sơn sẵn lòng theo 10 vạn thiết kỵ của ta đi một chuyến. Hoàng Liệt câm nín, không ngờ rơi vào hố ngôn ngữ của đối phương. Bảo Hoàng Liệt nói thế nào, từ chối chẳng phải là tương đương thừa nhận đại thiền sơn gan nhỏ sợ phiền phức. Mông Sơn Minh không đội Hoàng Liệt phản ứng, hét một tiếng. Đại An, rất nhanh là Đại An dìu Mông Sơn Minh ra, một đám tướng lĩnh nhảy xuống ngựa cùng nhau nâng Mông Sơn Minh lên tòa kỵ lắp yên ngựa đặc biệt. Xem tình hình là muốn trở lại tính sổ với Thương Vĩnh Trung, làm Hoàng Liệt luống cuốn tay chân. Mông Sơn Minh quát to, thương đâu, La Đại An lập tức hai tay dâng lên trường thương gác trên xe ngựa. Mông Sơn Minh chộp trường thương vào tay dục ngựa chạy ra đội ngũ, đứng trên gò đất xoay đầu tỏa kỵ, ghim cương trong ánh hoàng hôn. Mông Sơn Minh vung thương hét to, để lại 5.000 người ngựa trông chừng, phạm nhân chạy trốn thì giết không tha. Những người khác theo ta trở về, thổi kèn, u u u u, kèn sừng châu thổi lên tiếng nức nở trầm đục. Mông Sơn Minh dục ngựa nhảy xuống gò đất, vung thương chạy nhanh đi, là Đại An theo sát đại quân nhanh chóng quay đầu dục ngựa đuổi theo. Phượng Nhược Nam kéo một tướng lĩnh xuống ngựa, leo lên ngựa đuổi theo. Ngươi, tướng lĩnh suýt té sắp mặt muốn chửi nhưng không dám, lời thô tục đến bên miệng nuốt ngược lại, giận mà không dám nói gì. Tướng lĩnh kéo một binh sĩ xuống ngựa, gã nhảy lên ngựa đuổi theo đội. Tiểu binh xoay tròn mắt đứng tại chỗ, cát bụi mù mịt, tiếng vó ngựa rầm rập như sấm. Khi biết thương chiêu tông bị triều đình bắt thì đại quân nổ tung. Nam Châu đang cực khổ bán mạng bình định cho triều đình, nhưng Thượng Thanh Tông triều đình ngầm dở trò xuống tay với chủ soái Nam Châu. Triều đình nước Yến thành công hoàn toàn chọc giận người ngựa Nam Châu, toàn đại quân đằng đằng sát khí. chương 965, chọc giận 2, loạn dân đông đúc khủng hoảng không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng liệt dậm chân sốt ruột hét to, mông xoái, mông xoái, nhưng vô ích, chỉ có ai thèm quan tâm Đại Thiền Sơn là cái đinh gì. Thấy kêu không ai nghe, Hoàng liệt phất tay ra hiệu hắc ngọc điêu bay trên trời lao xuống. Hoàng Liệt phải đuổi theo chặn lại, đám người này là vốn liếng của Nam Châu, nếu họ tiêu đời thì Đại Thiền Sơn cũng xui theo. Chờ Hoàng Liệt nhảy lên Hắc Ngọc Điêu đuổi theo thì phương xa xuất hiện một con Hắc Ngọc Điêu đáp xuống vị trí đại quân chạy như điên. Một bóng người váy bay bay từ trên trời giáng xuống ngăn đằng trước đại quân, giơ tay trước mặt cản lại. Người đến không ai khác hơn là Quản Phương Nghi, Trần Bá và Ngô Lão Nhị khống chế chim xoay quanh trên trời. Thấy người chặn đường đằng trước, Mông Sơn Minh giờ trường thương, người đại quân lao nhanh phất tay từng tầng giảm tốc độ mông sơn minh dẫn đầu tất cả ngừng trước mặt quản phương nghi quản phương nghi lớn tiếng hỏi mông soái dẫn đại quân lao nhanh tính đi đâu mông sơn minh hỏi đạo gia có biết triều đình phái người bắt vương ra quản phương nghi phẩy quạt tròn xua cắt bụi dưới vó đại quân nói đạo gia nhận được công tôn bố truyền tin đã biết việc này quản phương nghi giơ tay mời mông soái có thể đi chỗ khác nói chuyện không hoàng liệt từ trên cao nhảy xuống hét lên mông soái không thể xúc động không thể xúc động hoàng liệt chỉ dám năn nỉ hết lời chứ không dám cứng rắn đám người này đã nổi trận lôi đình không hù dọa được họ nếu cứng rắn không chừng họ dám trở mặt với đại thiền sơn quản phương nghi xuất hiện khiến mông sơn minh bình tĩnh hơn sau đó ông xoay tỏa kỵ rời khỏi đường cái chạy xuống đồng hoang hoàng liệt định đi theo nhưng quản phương nghi giơ quà tròn ngăn lại mỉm cười nói xin hoàng trưởng môn chờ chút quản phương nghi nhẹ nhàng lướt đi